Bộ truyện Lấy anh rồi đợi anh yêu em Tác giả Không không tử vu Chương 1 Tệ phàm sau lần hít thở sâu thứ 13 Rốt cuộc cũng áp chế thành công tên say bí tỉ lên ghế sofa Hôm nay kết thúc công việc cùng đồng nghiệp Trang nghiêm đưa cô về ngay Nhưng chỉ mới đưa đến cửa thang máy Cô lại nhận được điện thoại nhà phải về trước Mà cái tên chết tiệt này Không biết từ lúc nào đã chờ trước cửa nhà cô Còn kéo cái bộ mặt dày theo vào Đẳng nhẹ phải cho anh ngủ một đêm trên ghế sofa Nhưng cô nằm trên giường lại không tài nào ngủ được Cứ nghĩ anh đang đứng một mình trong phòng Cô cảm thấy rất khó thở Ông chặt hai tay, hô hấp dồn dập Trận mắt nhìn, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp Lạc kỳ, đứng lên, cô lôi anh tới phòng tắm Cởi cái thứ nhìn sớm đã không rõ là âu phục ra Áo sơ mi còn chưa cởi, tim đập thình thịch Cô mở nước lạnh dội vào anh a à, lạc kỳ thét chói tai, kéo thân mình tàn tạ trốn vào góc tường. Đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì cút, trong giọng nói của tề phạm không chút che giấu sự phẫn nộ. Tuy rằng là có say, nhưng Lạc Kỳ vẫn nghe ra giọng của cô. Là tề phạm, chẳng lẽ cô đã trở lại, anh vui mừng, ngẩng đầu, nhìn xem có phải mặt tề phạm không, nhưng thứ anh nhìn thấy là cảnh xuân để lộ của tề phạm, anh cười cười tà ác. Màu phấn hồng. Cái gì, tề phạm khó hiểu, nhìn theo của ánh mắt anh, mắt trợn trắng, tên này vô sĩ siêu cấp. Tức giận cô lại cầm gáo nước lạnh hất mạnh vào anh. Em điên rồi, khởi động thân thể, anh đè lại tay cô, vây cô giữa anh với bức tường. Hai người cứ như vậy dằn co, ánh mắt lạc kỳ, dần dần đen lại, sâu không thấy đấy. Phàm phàm, anh gọi tên cô. Tệ phàm cứng nhắc không thể nhúc nhích, hai người kề sát nhau, rõ ràng cảm giác được hô hấp của nhau. Bức tường lạnh như băng, anh lại nóng rực, trong người cô dường như có hai luồng khí đi ngược chiều Nhưng lại dung hợp thành một Từ trong lòng phóng ra Buông, mãi mới nhớ dãy dụa Cũng không chú ý anh đang ma sát Tề phàm mặt đỏ tới mức ửng hồng Lạc kỳ thở dốc một hơi Dựa vào càng nhanh Một bàn tay nắm chặt thắt lưng của cô Môi đuổi riết lấy cô Tay kia thì dọc theo đùi của cô Vuốt ve Lạc kỳ, tề phạm kêu sợ hãi Ngoan, đừng kháng cự, em sẽ thích Anh dán lấy tay cô dụ dỗ nhưng tay cũng không ngừng tiến công, sượt theo đùi hướng một chút về phía trước, gắn bó lưu luyến ở bên xương quai xanh của cô. Người anh ướt đẫm làm ẩm váy ngủ của cô, xúc cảm lạnh lẽo làm cô rùng mình từng đợt. Phàm phàm, cởi áo sơ mi của anh đi, cảm giác được sự ướt át của cô, anh ra mệnh lệnh cho cô. Tiếng anh nói như ma làm phép, chỉ dẫn tề phàm. Tề phàm muốn cởi bỏ nút thắt của anh, nhưng ngón tay run run mãi không làm được, gấp đến độ phát ra tiếng rên rỉ bảo bối đừng nóng vội từ từ sẽ có lạc kỳ bỗng nhiên bật cười cô nhóc này luôn gấp gáp vậy tính nhẫn nại mất hết tề phàm dùng lực nút áo sơ mi văng ra bốn phía lộ ra bộ ngực tinh tráng của lạc kỳ từ từ nhắm hai mắt tìm được đai lưng lạc kỳ dưới sự chỉ dẫn của lạc kỳ cô cởi bỏ quần áo nheo mắt lại trước mắt lạc kỳ cô cắn môi cười đến kiều diễm lạc kỳ một tay chống tường một tay nâng cô ác ý tra tấn cô lạc kỳ Tề Phạm hai tay chống lên bờ vai của anh, bị anh tra tấn sắp điên mất rồi, đành phải cắn một miếng trên vai anh. Nói muốn anh, Lạc Kỳ thở gấp ở bên tai cô dụ dỗ. Em muốn anh, giọng nói run run, run phá thành tiếng nức nở. Lạc Kỳ kiềm chế không được, hôn cô sâu, thắt lưng dùng sức, thứ tiếng mềm mại quen thuộc bên tai anh, làm anh than nhẹ một tiếng. Lạc Kỳ, không được, Tề Phạm bất lực rơi lệ, run run làm cho anh dừng lại em có thể mà nâng thân thể đang trượt xuống của cô lạc kỳ không có ý dừng động tác môi dán tại bên tai dụ dỗ cô thân thể tề phàm trượt xuống lại bị anh kéo lên cô sợ hãi chỉ nắm chặt bờ vai của anh khóc nức nở cầu anh rốt cục lạc kỳ dừng lại giọng gợi cảm khàn khàn kêu tên của cô tề phàm mạnh mẽ thanh tĩnh sợ tới mức kêu to lạc kỳ không được đừng tiến vào không tôi sẽ giết anh một tiếng trống lên anh nhanh chóng rút khỏi Tề phạm cau mày Đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt anh Ông cô ngồi dưới đất Ngón tay cuốn quanh ngực cô Đầu cắt lên vai cô Bình ổn hơi thở Thật là khó chịu Buồn Để tôi còn tắm Không có thói quen ẩm ướt như vậy Lại xấu hổ màn thân mật lúc nãy Tề phạm kháng nghị muốn đứng dậy Không cẩn thận Đụng tới cái kia của anh Làm anh bật ra một tiếng trên rỉ Thực không đáng yêu chút nào Lạc kỳ oán giận Nhưng vẫn giúp cô bật nước thử độ nóng bước chân vào bồn tắm lớn tề phàm chọn góc cách anh xa nhất tắm rửa không ngừng lườm anh anh lại chỉ bất đắc dĩ bật cười lúc này anh đã hoàn toàn thanh tĩnh lại là nhà tề phàm tháng này đã là lần thứ mấy bốn lần hay là năm lần lần trước tình cờ bắt gặp cô cùng trang nghiêm đi làm không cẩn thận còn thấy trang nghiêm hôn cô anh khó chịu như người sắp điên đến nơi đêm đó mượn việc say rượu anh đến cửa nhà chờ cô không nghĩ tới lại có thể chiếm tiện nghi được trong này. Sau đó dường như thành thói quen, mỗi lần say rượu, chân anh tự như có đầu óc tự động bước tới nơi này. Tề phạm tắm rửa xong, thu dọn đống bừa bãi, cởi áo ngủ đã bị anh làm ẩm ướt, giờ đã giống một đống dẻ trách nằm trong đống quần áo cần giặt. Thở dài, thân hình trần trụi, quyến rũ mê người bước đi, không để ý tới khuôn mặt đằng sau đang đần ra. Lạc kỳ vẫn nằm ở trong bồn tắm lớn, hút thuốc, cho tận đến khi thân lạnh nổi gà da, dục vọng kêu gào bình ổn, mới lắc lư đứng dậy. Lên tầng đi vào phòng, phát hiện cửa đã khóa trái, cô bé này sao vẫn thế nhỉ, rõ ràng vừa rồi còn nhiệt tình như hỏa, giờ đã lại lạnh lùng. Giờ là tình huống gì đây, chăm ngồi xong chạy sao? Phàm phàm, mở cửa, anh rất muốn ông cô ngủ, nếu đã muốn làm tình với anh, vì sao không thể cùng nhau ngủ, trong óc cô bé này chứa cái gì vậy? Lạc kỳ, Chúng ta ly hôn đi, âm thanh trong phòng rầu rỉ, là khóc sao? Có lẽ vừa rồi lúc em gắt gao ông lấy anh thì em không nói như vậy, em nói em muốn anh mà, ý xấu nhắc nhở, càng ngày tiếng bước chân càng gần, nở nụ cười vì mục đích sắp được thực hiện. Kẹt, khe cửa hở ra một chút, tề phạm đưa cho anh tờ giấy. Cái gì thế, là kỳ khó hiểu. Chi phiếu, thật là ngại với anh quá, ngủ với anh vậy, nếu anh thấy chưa đủ, anh lấy cái sổ tôi viết lại cho anh tề phàm giọng khàn khàn ánh mắt còn phủ sương nhưng trong lời nói lại vô tình tề phàm lạc kỳ thật sự tức giận đây là lần thứ năm tề phàm ngủ với anh năm lần cho anh năm tờ chi phiếu cô thật sự khinh thường anh vậy tháng này anh cho tề phàm tiền tiêu đã bị cô trả lại hết rồi con người này dù thế nào đi nữa cũng không được đẩy cửa vào nhà tề phàm lại đóng cửa lạc kỳ dưới tình thế cấp bách liền đem chân với vào tề phàm theo quán tính không kịp trở tay chân lạc kỳ cứ như vậy bị kẹt giữa cửa a à, lạc kỳ kêu đau lấy hai tay ông lấy chân tề phàm chịu cơn đau lòng lạnh lùng hạ lệnh trục khách anh đi đi đừng ở lại đây mà dây dưa không rõ phàm phàm đau quá buông chân đầu anh dựa vào cạnh cửa người đứng thẳng lộ dáng vẻ rõ đáng thương với cô lạc kỳ em còn đau hơn anh ý ôm ngực lệ như sợi dây chuyền trân châu bị đứt từng giọt từng giọt lăn xuống. Pham pham. Anh đi đi, tề phạm hét to, đóng sầm cửa lại. Lạc kỳ cảm thấy hôm nay đã đủ rồi, không muốn bức cô, nên rời đi trước đã. Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, tề phạm mới ngồi bệt xuống, gào khóc. Ngày xưa. Ông của Tề Phạm từng là vệ sĩ của nhà Lạc Kỳ rất được Lạc Lão Gia coi trọng. Cha Lạc Kỳ là người đầu tiên dám trái quân lệnh không nhập ngũ, hồi thanh niên cũng bởi vậy mà chưa từng thấy ông ra khỏi nhà sau đó bởi vì chị em lạc kỳ sinh ra mẹ lạc cùng bà nội hòa thuận chiến tranh giữa hai cha con ông mới có chút dịu đi lạc kỳ cùng lạc vân là song sinh chị gái anh từ nhỏ cơ thể yếu đuối nhiều bệnh nhưng luôn cố tình đối nghịch với lạc kỳ ông lạc bận rộn việc ở nhà căn bản còn không rành bà lạc một mình phải chăm sóc những hai đứa không rảnh chút nào sau đó bà nội lạc kỳ đề nghị hay là đem Lạc Kỳ tạm thời sang bên đó để bà cô chăm sóc, bà Lạc đương nhiên giơ hai tay hai chân tán thành. Tề phàm nhỏ hơn Lạc Kỳ 5 tuổi, khi cô sinh ra, Lạc Kỳ còn đi lẻo đẻo theo bà nội vào bệnh viện xem cô. Bà nội, em bé này xấu quá, Lạc Kỳ chỉ liếc mắt một cái, tâm sinh đã ghét bỏ. Thằng ngốc này, không được nói lung tung, em bé nào vừa sinh ra chả như vậy. Đến năm 18 tuổi sẽ thay đổi, càng nhìn càng đẹp, trưởng thành sẽ rất xinh đẹp sẽ xinh đẹp thật sao nếu xinh đẹp con sẽ lấy em ý làm vợ kiểu nói của ông cụ non làm phòng bệnh cười vang tiểu kỳ nói chuyện rất đúng tề phàm nhà chúng ta sẽ chờ con đến lấy đấy bà tề kéo tay lạc kỳ nói nhưng em ý phải thật sự trở nên xinh đẹp cơ lạc kỳ vẫn không câm miệng xem ra tiểu tử này chỉ thích con gái xinh thôi y tá trong phòng bệnh trêu ghẹo nói em đúng chỉ thích những thứ xinh đẹp lạc kỳ dùng sức gật đầu anh Tiểu Kỳ, anh đợi em với, em theo không kịp. Nhóc bánh trôi, em chạy chậm như vậy, còn đòi làm vệ sĩ của anh. Thật sự, giờ mà có chiến tranh, chắc chắn sẽ bị em liên lụy cho đến chết, là kỳ không khách khí nói. Anh Tiểu Kỳ, anh ghét em à, tề phàm rưng rưng lệ, cắn môi, cẩn thận hỏi. Cô bé 4 tuổi này chỉ dùng một chữ là có thể hình dung, tròn. Đúng vậy, cô rất tròn, mặt tròn, mắt tròn, ngay cả thân thể cũng tròn nốt. Cho nên Lạc Kỳ đặt cho cô cái danh hiệu Nhóc bánh trôi Lạc Kỳ thấy cô đã lắm mây lắm rồi Lập tức sẽ mưa Giờ mà làm cô khóc Bà nội sẽ lại nói anh bắt nạt cháu dâu của bà Sẽ lấy thước đánh anh mất Cái gì chứ Trước kia anh ngốc đến thế sao Tự dưng ngốc nghếch đi nói sẽ lấy cô ngốc này làm vợ Chẳng lẽ thật sự phải ăn bánh trôi à Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ Tức thì tức Lạc Kỳ vẫn rất thức thời Không thể làm cô khóc Thì họ hét cô là được rồi Được rồi, được rồi, anh không có ghét em mà Đừng khóc đừng khóc mà Giọng nói cứng trắng dỗ dành cô Bàn tay không nhẹ không nặng vuốt ve trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô Tề phạm có chút đau Nhưng biết anh tiểu kỳ không có ghét mình Cô vẫn rất ư vui vẻ nhếch môi, nở nụ cười Anh tiểu kỳ, nữ sinh kia là ai vậy? Tề phạm phụng phiệu hỏi lạc kỳ Người nào, lạc kỳ đáp không chút để ý Nằm ở trên giường dở trang tạp chí thể thao Bây giờ tề phạm thật sự rất phiền phức Tiết trời hè vốn đã nắng nóng, cô lại cứ ở phòng anh không chịu đi, hại anh muốn cởi sạch quần áo ngủ cũng không được. Nghĩ hè sao cô lại không đi tìm trác thất cùng La Khởi Linh đi chơi chứ? Ba người đó không phải như hình với bóng sao? Cái gì cơ? Trác thất bị lục kiêu mang đi, La Khởi Linh đi tìm chung sắm, chả trách tề phạm lại tìm đến mình a. À. Cam, có chuyện về lục kiêu và trác thất đó, cũng ngược phết. Chính là cái chị anh dắt tay trong rừng ý, Tề Phàm cẩn thận hỏi: "À, bạn gái?" "Bạn gái?" "Đúng vậy." "Bạn gái là gì ạ?" À? "Em chưa hiểu đâu, về sau anh sẽ nói cho em." Tề Phàm 10 tuổi còn không biết khái niệm về người yêu, nhưng đã hiểu được Lạc Kỳ có để ý tới nữ sinh kia. "A à, Kỳ, dùng sức, dùng sức." "Đã đủ chưa?" "Hả?" "Đã đủ chưa?" "Chưa đủ, chưa đủ, còn muốn, còn muốn a a." Tề phàm che lỗ tai Lại là tiếng truyền từ phòng ra Tan học, cô tìm Lạc Kỳ Rồi lại thấy Lạc Kỳ nắm tay một nữ sinh đi về phía nhà trọ của anh Lên trung học, Lạc Kỳ bắt đầu thuê nhà ở bên ngoài Tề phạm thường thấy mỗi lần nữ sinh dẫn về lại là một người khác Lúc này, cô lặng lẽ ở lại Lấy trộm chìa khóa vào nhà Còn nghe thấy tiếng như vậy Lòng hiếu kỳ nổi lên Cô cẩn thận xoay núng mở cửa phòng Nhìn vào trong, hai thân thể trần truồng ở trên giường dây dưa, Lạc Kỳ, đang vùi đầu trong bộ ngực của cô nữ sinh kia. Nghe thấy có tiếng động, Lạc Kỳ vội vàng xoay người lại, nữ sinh kia cũng sợ tới mức thét chói tai trốn vào chăn. Tê Pham, em vào bằng cách nào thế? Lần trước anh bảo em đến giúp anh lấy quyển sách giáo khoa, em có cái chìa khóa dự bị. Lạc Kỳ hít sâu, áp chế cơn tức giận. Để cái chìa khóa xuống, em, ra ngoài ngay. Anh Tiểu Kỳ, Tề Phạm còn có lời muốn nói Đi ra ngoài Anh Tiểu Kỳ Anh sờ sờ xem Em cũng có ngực mà Em cho anh ăn Về sau không cần ngực của mấy chị đó được không Tề Phạm 13 tuổi túng lấy Lạc Kỳ tự đặt lên ngực mình Phạm Phạm Ngực của em để mấy cậu bé tầm em thích thì cho ăn Rút tay ra Xấu hổ nhe răng cười Còn xoa xoa đầu Tề Phạm Em thích anh cơ Tề Phạm lại cầm lấy tay anh để lại Nhưng mà anh không thích em Lại rút tay về khắc chế nắm chặt tay thầm mắng mình là cầm thú phàm phàm vẫn còn là đứa nhỏ sao anh có thể nổi xúc động được vì sao không thích giọng tề Phạm mang theo tiếng nức nở phàm phàm trên thế giới này chỉ có chuyện này là không có đạo lý cũng không có nguyên nhân thích là thích không thích là không thích không có lý do gì cả chờ phàm phàm trưởng thành sẽ hiểu được rồi rất nhiều năm sau tề phàm vẫn muốn hỏi lạc kỳ những lời này những vẫn rất đau lòng lạc kỳ giờ em đã trưởng thành, vì sao, vẫn không hiểu rõ đạo lý trong đó. Tan học hôm đó, là kỳ hưng phấn nói cho cô, anh muốn đi du học, anh rốt cục không phải mỗi ngày bị mẹ lãi nhãi, bị ba ba phiền rồi. Anh rất vui vẻ, tệ phạm lại rất khổ sở, nơi đó thật xa, dường như cô sẽ không còn được gặp lại anh tiểu kỳ của cô nữa. Tệ Phạm khóc, khóc. Nhóc bánh trôi, đừng khóc, anh Tiểu Kỳ sẽ cho viết thư cho em. Thật không? Thật. Thế anh Tiểu Kỳ phải viết đấy, nhất định phải viết đấy. Nhất định viết. Nhưng mà Lạc Kỳ không có tuân thủ hứa hẹn, năm năm, ngay cả cái bưu thiếp cũng không có ký qua. Tề Phàm chưa từng ngừng viết thư cho anh, nhưng anh một phong cũng không có hồi lại. Tề Phàm gọi điện thoại cho anh, anh chỉ nói hai ba câu có lệ hơn nữa, mỗi một lần bên trong đều có giọng của con gái. Tề Phàm cũng từng trong đêm giao thường nghe bác Lạc mắng anh trong điện thoại. Lễ năm mới cũng không trở về gặp mặt Ngoại quốc có gì tốt Ngoại quốc mặt trăng tròn hơn ở Trung Quốc à Cái gì Mày cái thằng thỏ đế Thằng nhãi con Mày mà dám lấy con gái ngoại quốc Mang nó về Tao sẽ tự mày Thằng nhóc hư đốn Tuy nói chua hoa Nhưng vẫn nhận ra bác Lạc vẫn rất vui Lạc kỳ rất giỏi Mới 4 năm đã lấy ba cái bằng Còn cùng bạn học mở công ty nhỏ Rất năng động Dường như anh thật sự tính ở lại bên đó. Tề Phạm cảm thấy, là kỳ càng ngày càng cách cô càng xa. Gặp lại. Thầy giáo vừa mới nói tan học, Tề Phạm đã là người đầu tiên xông ra ngoài. Phạm Phạm, cậu chưa ăn cơm mà, bạn tốt gọi cô, cô không dừng bước, quay đầu xua tay với bạn. Mình có việc, muốn ra ngoài một chuyến. Tề Phạm tới trước cửa hàng bán hoa mua hoa, rồi bắt xe đi bệnh viện. Bác Lạc ba ngày trước đột nhiên phát bệnh tim vào đêm, phải đến bệnh viện, may là cấp cứu kịp, giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải ở bệnh viện quan sát vài ngày. Hai ngày nay, ngày nào cô cũng đi bệnh viện xem có thể giúp đỡ được cái gì không. Ra thang máy, đi đến phòng bệnh quen thuộc của bác Lạc, lại bị người từ trong ra làm cho hoảng sợ. Hoa trong tay rơi xuống đất, cô không dám tin nhìn người trước mắt, là anh, là kỳ của cô, đã trở lại. Đôi mày kia, mắt kia, hình dáng kia, rõ ràng đúng là anh rồi. Lạc Kỳ đến gần cô, kéo ống quần, ngồi xổm xuống, giúp cô nhặt hoa lên, rồi nhét vào trong tay cô. Sao thế, anh là cầm thú sổng chuồng sao? Nhìn thấy anh, đã bị dọa thành như vậy. Không thể không nói, nhóc bánh trôi, cách chào đón của em thật đúng là đặc biệt. Anh buồn cười nhìn cô, đôi mắt hoa đào khẽ chớp. Hư thật, trở về cũng không nói một tiếng, bị con gái ngoại quốc đầu độc rồi à. Một tiếng nhóc bánh trôi gợi lên ký ức, vui, buồn, năm năm tưởng niệm một khắc lúc này mãnh liệt trào ra thân hình nhỏ bé của tề phàm cũng sắp chịu không nổi dưới tình cảm mãnh liệt như vậy dùng tay đánh vào anh một chút một chút tề phàm suýt trao lệ được rồi được rồi ai không biết còn tưởng anh bắt nạt em đấy đã lớn rồi còn hay khóc nhẹ anh ông cô vào lòng nhìn lên nhìn xuống ngó trái ngó phải cẩn thận đánh giá cô thật sự không giống xưa năm năm trước chỉ là một tiểu nha đầu hiện tại đã thay xương đổi thịt da thịt như ngọc, mắt long lanh nước, môi đỏ tươi, thậm chí còn có chút hấp dẫn con trai. Lạc Kỳ nheo mắt, nghĩ đến có lẽ cô đã có bạn trai, trong lòng có cảm giác không thể nói rõ. Không để ý tới anh nữa, em vào xem Bác Lạc, ánh mắt anh làm cho cô có chút tâm hoảng, xoa xoa mắt, bước vào phòng, không biết bộ dáng ngạc nhiên của cô làm siêu lòng người biết bao. Nghe có người đến, hóa ra là Phạm Phạm. Mau vào, mau vào đi. Kỳ thật cháu đó mà không cần ngày nào cũng tới đâu, người ở đây có mà, cháu vừa phải đi học vừa phải coi bác Lạc, rất vất vả. Bà Lạc thấy Phạm Phạm đến, nhiệt tình tiếp đón, Lạc Kỳ cũng đi theo vào phòng bệnh. Nhưng, cháu không tới cũng không an tâm. Hơn nữa cũng không xa, vất vả gì đâu à, khoát tay bà Lạc, khuôn mặt nhỏ bé cọ cọ vào người bà, như con mèo con đáng yêu, Lạc Kỳ không khỏi vì vẻ lơ đãng của cô mà nheo mắt. Đứa nhỏ này, thật sự là tri kỷ, bà nói xong, nhìn về phía Lạc Kỳ, Lạc kỳ hoàng hồn, làm bộ không nghe không xem đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh Bác Lạc hôm nay có tốt hơn không ạ? À, buông bà Lạc, cô đi về phía giường bệnh Tốt hơn nhiều, vừa rồi còn ăn chút cháo Bà Lạc trả lời, chưa thể nói Bác Lạc cũng chỉ cười gật đầu Thế à? cháu biết bác Lạc tuyệt nhất mà Cho hoa vào bình, phàm phàm chống đầu gối quỳ xuống nhìn bác Lạc Ông còn cười lớn hơn Xú tiểu tử, nhìn xem phàm phàm người ta đi con đến một lúc rồi mà còn đứng một xó con không đi lấy nước uống cho phàm phàm thấy lạc kỳ thật sự tính làm pho tượng rốt cuộc bà lạc đành phải dùng món thiên lôi chỉ đâu đánh đấy sai gì làm nấy gì à không cần con không khác buổi chiều con còn có buổi học con đi luôn mà tề phàm nâng cánh tay bà lạc ngường ngùng nhìn lạc kỳ vậy con ăn cơm chưa để lạc kỳ mang con đi ăn cơm không cần đâu con ăn qua rồi lạc kỳ nhíu mày Mẹ mình rõ là có ý Rõ ràng trong nhà đầy đồ ăn Bà lại cứng rắn muốn anh mang tề phạm đi ăn Sợ là lại muốn tạo cơ hội cho bọn anh Gần một hai năm nay Mẹ thường nhắc tới tề phạm trong điện thoại Cô đã trở thành một phần tử trong nhà anh Thậm chí mọi việc lớn nhỏ trong nhà cô đều biết Anh biết Nhất định là tề phạm đánh thuốc mê hai vị nhà anh Anh không thích cuộc sống bị an bài Cho nên đối với nhiệt tâm của mẹ Anh vẫn có thái độ ôn hòa giờ bà rõ ràng muốn để hai người một chỗ anh tất nhiên không nguyện ý mà tề phàm cự tuyệt lại làm cho anh có chút không thoải mái thật là khách khí hay là lạc mềm buộc chặt đây thế lạc kỳ thằng ngốc con phụ trách đưa phàm phạm về trường nhé gì à thật sự không cần con tự đi xe cũng được mà con đừng cự tuyệt cự tuyệt gì cảm thấy sinh ra cái thằng này chả dùng vào việc gì muốn bay tới mỹ với nó cũng không được thấy cô vẫn cự tuyệt anh thật muốn nhìn một chút trong hồ lô của cô rốt cuộc cô muốn làm cái gì nhưng mà nhưng mà cái gì cái gì cũng không làm được nó còn có chỗ nào hữu dụng chứ nghe lời để nó đưa con về bà lạc phụ họa theo đuôi được rồi ạ à, vậy phiền toái anh anh tiểu kỳ nói xong mặt cô đỏ ửng lạc kỳ oán thầm có đúng là cùng một người vừa dùng tay đánh anh không đấy sao có thể trong một lát công phu dương nanh múa vuốt dã man đã trở thành cô con dâu nhỏ xấu hổ được cơ chứ Bà lạc ở một bên lưu tâm nhìn hai người, hiểu ý anh nghĩ mà cười. Dừng ở chỗ này là được rồi, tề phạm chỉ vào cái biển báo dừng ở ven đường. Còn chưa đến cửa mà, lạc kỳ nghi hoặc. Chỗ này là đến nơi rồi, em đi bộ vào được, rất gần. Đi xe vào trong, lúc ra rất khó, tề phạm giải thích. Được rồi, anh sẽ dừng ở đây. Dạ, cảm ơn anh, tiểu kỳ. Hôm nay em cảm ơn anh đến vài lần đấy, anh còn tưởng là thói quen của cô nàng nhanh nhẹn dũng mãnh nhà em khi vừa gặp mặt là kỳ nhìn không được cười. Tề phạm ngẩng đầu, cầm tức nhìn anh. Người ta vất vả lắm mới giả trang là thuộc nữ được một lúc, không vạch mặt em ra, anh sẽ chết à, khó chịu tề phạm lại dùng nắm đấm tiếp đón anh ta. Được rồi, mau vào đi, không sợ đi học muộn à, lần này là kỳ thật sự vui vẻ, thế này mới giống cô, vừa rồi nhìn vẻ cô con dâu bé nhỏ, không thích hợp với cô tí nào đưa điện thoại của anh cho em tề phạm xuống xe vòng tới bên lạc kỳ vương tay ra với anh làm gì cho em nghi hoặc anh vẫn điện thoại giao cho cô nè đây là điện thoại của em phải gọi cho em đấy cô tự bấm số rất nhanh rồi đưa cho anh xong lại nhếch môi nở nụ cười được rồi mau vào đi anh còn phải quay lại bệnh viện vâng gặp lại bi về nước quên tiếng anh đi Đồng thời quên ngay mấy em tóc vàng ngực bự đấy, quay đầu lại về phía kính cửa xe, cách mặt Lạc Kỳ chưa đến 5 cm, cô ra vẻ uy hiếp, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, tay còn nghịch ngợm vung vung về phía anh. Lạc Kỳ cười cười lắc đầu, đổi đầu xe, về bệnh viện. Muốn tiếp cận. Trải qua sự chăm sóc tận tình, bố Lạc Kỳ nửa tháng sau xuất viện, bà Lạc mời Tề Phàm đến nhà ăn cơm, nói là muốn cảm ơn cô, mấy ngày nay bị không ít mệt. Bố mẹ Tề Phạm đã di dân tới Australia nửa năm nay, chỉ có Tề Phạm còn ở lại bên này. Vốn Tề Ba Tề Mẹ kiên trì muốn dẫn Tề Phạm cùng đi, nhưng vẫn không lây chuyển được Tề Phạm tính tình bướng bỉnh. May là có bà Lạc thường thường để ý đến cô, vợ chồng Tề Gia mới yên tâm rời đi. Con đến rồi à, bà Lạc vui vẻ, tự mình đến phòng bếp cùng thu xếp cơm chiều, Tề Phạm ở bên cạnh thỉnh thoảng thêm chút ý kiến. Lạc Kỳ từ bên ngoài trở về nhìn thấy, chính là cảnh như thế này mẫu thân đang trộn rau, tề phàm cúi đầu, chăm chú nhìn. Trộn không mất mấy thời gian, bà lạc sáng tay đút một miếng vào miệng tề phàm, tề phàm đầy lấy miệng, lại cười vui vẻ, vừa ăn vừa cung kính gật đầu, ngón tay cái dơ thật cao, bà lạc cũng bị bộ dáng của cô cười đến không khép được miệng. Cô luôn có năng lực như vậy, làm cho người bên cạnh vui vẻ. Nhìn cô ra sức ăn như vậy, bỗng nhiên anh rất muốn nếm thử đồ ăn trong miệng cô, nó là hương vị gì mà có thật sự ngon như vậy không? nếu mày không hiểu nổi mình vì sao lại có ý nghĩ như vậy ho nhẹ một tiếng để che giấu sự thất thố con đã về một đằng cởi khuy áo vét một đằng anh đi về phía mẹ cùng tề phàm ai à sao lại vào bếp thế này nhanh đi thay quần áo tiện thể gọi ba con xuống tầng chuẩn bị ăn cơm tư tưởng của bà lạc quân tử phải xa nhà bếp nhìn con mình lại muốn đi vào phòng bếp liền vội vàng phụ giúp anh để anh đi ra ngoài anh tiểu kỳ, tề phàm đỏ mặt nhỏ giọng gọi người. Ừ, giọng của cô mềm mại ngọt ngào, như một cây lông chim cù vào tâm lạc kỳ, sợ mình lại ngốc đi mà càng thất thố, anh tùy ý đáp ứng một tiếng, rồi xoay người lên lầu. Cả một buổi tối có nói có cười, sao nó vừa mới đến một lúc, đã biến thành bộ dạng của cô dâu nhỏ rồi hả? Bà lạc quan sát hành động của hai người, nhìn không được muốn lấy tay đánh cô. Dì à, dì dễu cợt con, tề phàm mặt càng đỏ hơn. Cái tên tiểu tử hư đốn kia, phải có người trị, con như vậy, ta sợ con bị nó bắt nạt đấy. Thế, anh tiểu kỳ mà bắt nạt con, dì có đứng về phía con không? Đầu đặt trên vai bà lạc, cô cắn đầu lưỡi làm nũng. Con yên tâm, dì còn có ông lạc cơ mà, tất cả đều đứng về phía con. Lạc mẫu vỗ vỗ ngực bảo đảm. Cảm ơn dì, dì tốt nhất. Dì ý mà, chỉ hy vọng, con có thể sớm ngày gọi dì một tiếng mẹ thôi gì gì nói thế gì cùng lạc bá bá giống nhau sẽ dễu cật người con ý cô đỏ mặt bưng đồ ăn mang lên bàn khóe miệng lại nhìn không được cong lên ăn cơm rất nhanh người cùng nhà ngồi vây quanh một chỗ sự hiện diện của tề phàm chẳng những không bất hòa ngược lại còn làm cho không khí càng thêm ấm áp trong bữa cơm lạc kỳ luôn pha trò làm mọi người cười vang sau khi lạc kỳ về nước vì thân thể yếu nên ông lạc đã giao lại công ty cho lạc kỳ để ý muốn anh tập trung học hỏi, cọ sát với công việc. Anh Tiểu Kỳ, em tốt nghiệp, đến công ty anh làm nhé. Tề Phạm lớp 12 đăng ký thi vào Học viện Điện ảnh, giờ đã học sang năm hai phần biểu diễn, đã từng chụp một vài quảng cáo và ảnh bì cho tạp chí, ở trường học cũng coi như có chút danh tiếng. Để xem em có thực lực hay không đã, anh không cho em đi cửa sau đâu. Bác Lạc, bác xem anh Tiểu Kỳ kìa, con mặc kệ, bác đã đồng ý với con rồi mà thấy lạc kỳ khó khăn quá tề phàm thông minh dời mục tiêu công kích công ty lạc kỳ cô nhất định phải vào rồi xú tiểu tử phàm phàm là người mà ba đã chấm con cũng dám cự tuyệt à xem ra ba phải thu quyền của con lại thôi ông lạc làm bộ nghiêm mặt dạy dỗ cậu con trai lạc kỳ làm mặt quỷ dọa tề phàm làm tề phàm cười khanh khách không ngừng vẫn là bác lạc tốt nhất vừa mới nói gì tốt nhất giờ lại nói bác lạc tốt nhất bà lạc làm bộ đáng thương tề phàm sao có thể bị dọa được gì cũng tốt nhất bữa tối ngon như vậy cơ mà làm sao bây giờ nhỉ hai người đều tốt như vậy còn là vợ chồng quả thực ông trời tác hợp nghen cái miệng nhỏ nhắn nhà con nghen nhẹ véo cái mũi của cô bà lạc cười tới mức mắt hiếp lại thành đường chỉ quay sang uy hiếp lạc kỳ tôi mặc kệ đấy lạc kỳ phàm phàm yêu cầu con không được tự tuyệt bằng không mẹ sẽ không thêm nhận đứa con này nữa rồi cửa sau đã qua con có thể nói cái gì chứ? Lạc Kỳ đành biết nghe lời phải ứng kìm nén xuống. Buổi tối, Tề Phạm không có đáp ứng lời mời của bà Lạc ở lại, vẫn về nhà. Nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, cô giống như đang mơ vậy, dùng sức tự véo mình, đau, rất đau. Lạc Kỳ thật sự đã trở lại, đôi mày, mắt đó, cái mũi, đôi môi, rõ ràng là Lạc Kỳ, cô chờ anh đã lâu lắm rồi, lâu đến mức bắt đầu phát hoảng lâu đến mức bắt đầu hoài nghi mình không muốn chờ nữa. Ngay khi anh trở lại, Lạc Kỳ, từ giờ trở đi, em sẽ không cho anh rời khỏi em. Trời mờ sáng, cô mới nhắm mắt ngủ, nét cười trên mặt có chút khác lạ. Nguyện vọng hôm sinh nhật. Bữa tiệc sinh nhật mừng Tề Phạm 18 tuổi được tổ chức ở nhà. Đêm nay Tề Phạm không thể nghi ngờ là ngôi sao tỏa sang của toàn trường. Người mặc bộ lễ phục màu đỏ, tóc dài buông lỏng, ở trên còn điểm chút trang sức, cổ đeo chiếc vòng đá ruby mà Lạc Kỳ tặng. Khoảnh khắc cô bước xuống lầu, Lạc Kỳ ngẩn ra, trong lòng có thể một từ duy nhất mà anh có thể nghĩ đến, chỉ có kinh diễm. Anh cũng tin rằng toàn bộ nam sinh ở đây, ngoại trừ ánh mắt chỉ nhìn đến trác thất của Hòa thượng Lục Kiêu, còn tất cả đều bị tề phàm đêm nay mê hoặc. Nói với mọi người là có chuyện của trác thất và Lục Kiêu chưa nhỉ? Lạc Kỳ có chút tư vị không vui, bánh trôi nhỏ đã trưởng thành, mê người như vậy sẽ có năm nhân chú ý tới cô, anh như bị đứa trẻ bị tước mất đồ chơi yêu thích, trong lòng thực không thoải mái. Bữa tiệc thực náo nhiệt, có người chúc rượu Tề Phàm, Tề Phàm xấu hổ cười duyên, khéo léo ứng phó tự nhiên. Bánh sinh nhật được mang tới, tất cả mọi người đều nhìn ngọn đến chỉ có anh vẫn nhìn cô trong bóng đêm, khóe mắt vương lệ còn dùng sức mỉm cười. Hôm nay, tôi rốt cục cũng 18 tuổi, không phải bị người gọi đứa nhỏ nữa, có thể làm chuyện tôi muốn. Thực cảm tạ mọi người tới sinh nhật tôi, thời điểm rất quan trọng của tôi. Cảm ơn các bạn vẫn cùng tôi, quan tâm, trân trọng, yêu thương tôi, làm cho cuộc sống của tôi vui vẻ vậy. Tôi hy vọng, sau này nhiều cái 18 năm nữa, các bạn vẫn có thể giống như bây giờ, vẫn ở bên tôi. Tôi yêu các bạn, thực sự yêu rất yêu, nói xong, giờ chén rượu lên, một hơi cạn sạch. Lạc Kỳ cũng một ngụm uống hết chén rượu, đã có mấy người bạn gái tề phạm đến gần anh, nhưng hôm nay anh không có tâm tình anh thầm nghĩ chỉ chăm chú nhìn tề phàm đêm nay cô giống như thứ làm con người ta nhìn mãi không chán cô bắt đầu khiêu vũ trên sàn giống như tinh linh lầm đường bước vào thế gian ánh mắt linh động làm người ta mất hồn mất phách cô thật sự rất đẹp đẹp tới mức làm cho người ta không đành lòng dời tầm mắt đêm nay anh nhận thức một điều cô khác với tề phàm ngày trước rồi náo nhiệt chấm dứt đám đông cũng về Đối mặt với một đống bừa bãi, tề phàm buồn bực đá văng đôi giày cao gót, tự túc đi đôi dép lông màu hồng, tựa vào sofa, xoa mắt cá chân đau nhức. Sao thế này, 12 giờ, đến lúc cô bé lọ lem cởi giày thủy tinh rồi à, giọng lạc kỳ lạnh lùng vang lên. Tề phàm ngẩng đầu nhanh, cô vừa vụng trộm đưa cho anh tờ giấy, mời anh ở lại sau khi người về, vốn tưởng anh đã đi, nên cô xin hờn dỗi, không nghĩ tới, anh thật sự không đi. Đúng vậy, 12 giờ, cô bé lọ lem sẽ hiện nguyên hình, trác thất cắn đầu lưỡi, nghịch ngậm cười. Đêm nay, anh còn không có cơ hội khiêu vũ với em, Lạc Kỳ dường như nói vô tình, nhưng nghe thế nào vẫn thấy có chút oán hận. Ai bảo anh được hoan nghênh vậy, bị một đám mỹ nữ vây chật như nêm cối, em lại gần còn không được cơ mà, tề phàm chu miệng. Thế giờ, anh có vinh hạnh mời em khiêu một điệu không, Lạc Kỳ cúi người vương tay. Em kệ cởi giày rồi, tay đặt lên lòng bàn tay anh, Tề Phạm cười đến yêu diễm. Tùy em mà. Không có âm nhạc, hai người nhảy theo nhạc trong lòng, không ngờ không có lỗi nào. Thích quà anh tặng không? Lạc Kỳ cảm thấy không khí có chút mờ ám, nên tìm lời để nói. Không thích. Tay tự tiện nâng vòng ruby đeo trước ngực, cô ghét bỏ biểu môi. Vì sao? Không nghĩ tới cô trả lời thẳng thắn vậy, anh nhất thời không biết nên ứng phó thế nào. Bởi vì không phải thứ em muốn lại đi sát vào trong lòng anh tề phàm dựa vào ngực anh rầu rỉ nói vậy em muốn cái gì anh mua cho em có phải vì không mở điều hòa không sao trong phòng lại nóng vậy nếu em nói em muốn một lễ vật là anh anh có cho em không phàm phàm giọng hài hước của em anh thật sự không dám khen tặng dịch dần ra phía sau từng bước cô nâng đầu thẳng tắp nhìn về phía anh là kỳ em không hay nói giỡn thứ em muốn chính là anh. Thôi nào, phàm phàm, đừng làm loạn. Buông tay cô ra, Lạc Kỳ cũng lui về phía sau từng bước một. Cô không gọi anh anh Tiểu Kỳ nữa, mà dám gọi thẳng tên của anh, làm cho tâm anh không chịu được sống sang. Lạc Kỳ, em thật sự không có hay nói giỡn, anh chờ một chút. Nói xong, cô nhấc váy chạy lên tầng, một lát sau lại nhẹ nhàng quay lại, đứng ở trước mặt anh, vừa chạy, có chút thở gấp, ngực phập phồng, anh nhìn mà miệng lưỡi phát khô lạc kỳ em nói thật anh xem ngay cả thứ này em cũng chuẩn bị nhìn thứ gì trong tay cô mặt lạc kỳ bỗng mất tự nhiên hồng hồng thực buồn cười đại công tử đào hoa là thế vậy mà chỉ vì nhìn thấy đồ dùng phổ biến kia mà đỏ mặt cái này mà truyền ra ngoài người ta cười đến chết mất phàm phàm xin lỗi giờ không còn sớm anh nghĩ cần phải trở về em cũng nghỉ ngơi sớm đi cam cừu sắp vào miệng sói rồi chỉ đổi lại anh là cừu chị là sói thôi hô hô ho nhẹ một tiếng anh chật vật xoay người định rời đi thì lạc kỳ anh nhìn em này em có gì mà không thể giọng nói của cô kéo lạc kỳ quay người lại tề phàm đứng trước mặt anh hóa ra dưới bộ lễ phục kia không mặc gì ư nghĩ cô cả đêm mặc bộ quần áo như vậy ngay trong gian phòng lúc ẩn lúc hiện còn cùng người khác khiêu vũ anh thật sự xúc động tới mức muốn bóp chết cô. Ánh mắt từ trên xuống dưới, không e dè lưu luyến trên người cô. Tầm mắt xuống khu rừng rậm u tối kia, con ngươi anh sẫm lại. Anh nhìn chăm chú, làm cho tâm tề phàm rất muốn rớt ra ngoài. Giả bộ trấn định, cô cố lấy dũng khí bước tới gần anh. Là kỳ nắm chặt tay, khắc chế trong lòng không biết là lửa giận hay là dục vọng nữa. Ngực anh phập phồng, trong lòng thầm cổ vũ cô, khi cô lại gần anh, tự chủ của anh chính thức tuyên bố tan rã. Mặt vùi vào lòng ngực trắng chắc, cảm giác được anh cứng ngắc, tề phàm cười đắc ý. Tính kế. Nâng mặt cô lên, anh không chút dịu dàng hôn lên đôi môi đang nói của cô. Hơi thở của thổi tới mặt cô, cô hồi hộp, cô biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cô chỉ lo lắng, cô không đủ tốt đẹp thôi. Cô đang nghĩ nếu mình ngất tại đây trong cái hôn này thì sao, anh lại chậm rãi buông cô ra, ngồi cười ôm lấy cô phòng ngủ của em là gian nào vậy? Phòng trên tầng hai ý anh vội vàng làm cô đỏ mặt, lắc đầu cười xấu xa. Cứ cười đi, giờ cho em cười thoải mái, ngốc lắm tí nữa cho em khóc cầu xin luôn, anh ra giọng uy hiếp, cô lại ôm sát anh. Đem cô đặt ở trên giường, ga giường mang màu đỏ thẩm tục tiểu, môi anh cong lên, cô thật đúng là chuẩn bị rất chu đáo. Cười đi, em biết anh cảm thấy tục tiểu nhưng em thích. Là lần đầu tiên, anh bỗng nhiên cau mày hỏi. Đương nhiên không phải, Tề Phạm biết, nói là lần đầu tiên, nhất định sẽ dọa anh chạy mất dép. Tiểu yêu nữ, anh nói lời này, không mang ý mắng ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một ít. Nhưng nghe đến cô đã đem thân cho người khác, nghĩ đến tên đã từng thấy điều tốt đẹp của cô trước anh, anh có chút bực mình. Nhưng ngay cả anh cũng không rõ ràng, rốt cuộc anh tức cái gì. Cởi áo khoác, quỳ xuống khóa người trên người cô, từ trên nhìn xuống, cô có chút ngượng ngùng tay thì che trên che dưới nơi quan trọng giờ còn biết thẹn thùng lạc kỳ không có ý tốt cười cười cúi đầu hôn lên nơi anh đã hàng ngày muốn đến đòi mạng lạc kỳ tay anh như thi triển ma pháp mỗi nơi đụng chạm trên người cô đều tác động đến hô hấp của cô cảm giác như vậy quá mức kích thích cô trông như lúc nào cũng có thể ngất thoải mái đi em chỉ cần cảm thụ là được rồi phản ứng thành thật của cô cũng làm cho anh cũng rất hưng phấn vâng nụ cười hoàn mỹ một chút lại mị hoặc một chút của cô nếu cô biết nhất định khó coi cực kỳ bởi vì cô đang hồi hộp tầm sắp rớt ra ngoài bánh trôi nhỏ em rất đẹp anh lại vừa gọi biệt hiệu của cô cái giọng ái mùi khàn khàn ở bên tai cô vang lên thân cô từng đợt run rẩy cô không kiên nhẫn vặn vẹo thân mình phun ra một tiếng thanh thoát tới rên rỉ em thật mẫn cảm anh còn chưa bắt đầu đâu cười khẽ phản ứng của cô thật tốt là kỳ ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô cô sợ hãi trên muốn đứng dậy móng tay cào lên tấm lưng tráng kiện đừng nóng vội bánh trôi nhỏ anh có thể cho em nhiều nữa giống như trẻ con bú sữa mẹ làm cô có cảm giác tê dại khoái cảm xa lạ một luồng hơi nóng từ bụng theo giữa hai chân chảy ra cô xấu hổ khép hai chân lại bàn tay to của anh vỗ về chơi đùa một khát ngón tay khách dùng lực vuốt ve đau đớn cùng vui sướng cô sắp không chịu nổi ngón tay thô ráp đi vào vùng đất mềm mại nhất của cô cẩn thận đâm vào thăm dò đi tới lạc kỳ dị vật đi vào cô cảm thấy có chút không khỏe trong nháy mắt còn có một dòng điện từ ngón tay anh truyền tới lan ra toàn thân cô cô nắm chặt ga dưới giường móng tay dùng sức quá lớn sinh đau xem kìa em nhiệt tình quá ngón tay rút khỏi đặt trước mắt cô trên mặt lóe ra sự tinh tranh làm cho cô muốn choáng váng rồi giả bộ mất trí nhớ anh đừng thế cô sắp phát điên mất rồi muốn như vậy còn muốn nhiều nữa hôn lấy môi cô đầu lưỡi cùng cô dây dưa chơi đùa ngón tay trở về nơi mà nó đã từng bắt đầu công thành đoạt đất cô cảm thấy mình hình như có thể thích ứng thì một ngón tay nữa lại thêm vào anh ra ra vào vào khẽ động tới nơi thần kinh mẫn cảm của tề phàm anh nếm thử nơi tư mật của cô làm cô kinh hoảng không biết như thế nào cho phải lạc kỳ đừng như vậy em không chịu được cảm giác càng ngày càng kỳ quái tề phàm sợ sợ mình sẽ ngất xỉu đi trong thân thể giống như có một quả cầu lửa lớn cô sắp bị ánh sáng và sức nóng tổn thương lại tìm không thấy biện pháp giải quyết chỉ phải nắm chặt cánh tay lạc kỳ thỉnh cầu anh cứu giúp bánh trôi nhỏ em có thể mà ngón tay đang rảnh lại tăng tốc độ tề phàm rướn cao người ông chặt anh rốt cục sau một tiếng thở dài đạt lần cực khoái đầu tiên em rất tuyệt. Nhiên ngẫm ngón tay đoan trang của mình đã làm thân thể tề phạm thành màu phấn hồng, cô đã cho anh rất nhiều kinh hỉ. Không thể đợi thêm chút nữa, anh nhanh chóng cởi quần áo mình, bỏ thứ che đậy duy nhất trên thân thể, anh nghe được tiếng tề phạm hít không khí. Tiểu bánh trôi, em còn chưa vừa lòng sao? Biến thái, tề phạm xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, thật đáng sợ, thật lớn dữ tợn. Cô thật sự có chịu được nó sao? Em ngốc, đợi một lát em sẽ rất thích. Không cùng cô nói lời vô nghĩa, một cái động thân, hai người kết hợp nhất thể. Không nghĩ mình sẽ quan tâm đau đớn, nhưng cô vẫn đau tới rất nước mắt, không muốn cho anh nhìn thấy, cô giả vờ ông anh, đặt đầu anh qua vai. Anh không có cố kỵ, bừa bãi va chạm, cô cắn răng vẫn nhịn không được một tiếng tiếng kêu đau đớn. Rốt cuộc cảm giác đau đớn dần dần vơi đi, kia thân hình tê dại lại đánh úp lại, dưới thân cô từng đợt trung rẩy vì vô số dòng nhiệt tình cảm của anh. Rốt cục anh gầm nhẹ, để trận đấu sức này tới cảnh giới cao nhất. Hô hấp bình ổn, kích tình rút đi, là kỳ không chút lưu luyến đứng dậy. Vì sao gạt anh? Gì cơ. Đây là lần đầu tiên của em phản ứng trúc trắc của cô, mặt còn chưa khô nước mắt, ga giường còn ám lại vết máu, tất cả là bằng chứng. Em. Em có biết mình đang làm cái gì không? Anh tức giận, vì xúc động là kỳ em cũng không muốn làm cái gì chỉ là muốn anh thôi em có biết anh không chạm vào xử nữ chỉ làm như một lần phóng túng nam nữ hoang ái anh tất yếu phải như vậy sao anh hy vọng không có lần sau lời của cô không những làm anh tức giận ngược lại càng thêm tức giận phóng túng nam nữ hoang ái chết tiệt đối với cô đây chính là vậy anh lại quay về chốn hoang ái mà anh chết tiệt không biết đến tột cùng tức cô vì cái gì vẫn nên tự trách mình thấy anh tức giận tề phạm lại tuyệt không sợ giảo hoạt cười đợi chút cô gọi anh lại còn có việc gì à dù sao làm cũng làm rồi lần thứ mấy có khác gì đâu lần đầu tiên cũng chẳng khác lần hai qua là lần thứ hai tới lần n như nhau anh sẽ không mất hết hy vọng đấy chứ nhưng mà nên làm cũng đừng lãng phí anh giúp em đi cùng dùng hết nó, được không? Lắc lắc cái hộp trong tay, cô cười mị hoặc. Lạc Kỳ vừa mới bình ổn dục vọng, giờ lại rụt trịch. Rốt cục, anh đầu hang theo bản năng, cô quả nhiên có bản lĩnh, khiêu khích xúc động nguyên thủy nhất trong anh. Ngay cả khi anh phong lưu đã thành tính, cũng chưa thử qua lưu luyến với một cô gái lâu như vậy. Một ngày hai đêm, bọn họ ngay cả nhà cũng chưa ra khi nào, ngoại trừ điều tất yếu là ăn cơm và nghỉ ngơi, họ chỉ ở trên giường vận động, thậm chí ban đêm tề phàm còn bò khỏi giường trần truồng ngồi gặm một cái đùi gà anh nằm ở trên giường không biết làm sao khi có tinh thần một tay hạ gục cô cô tức giận lấy chân anh làm chân gà cắn bọn họ phối hợp nhường nhuyễn vô cùng anh giống như một tiểu tử lần đầu nếm trái cấm lần lượt mê mệt bới kích tình của cô cuối cùng cũng dùng xong anh buông người trên tay lại có chút không tha em là tình nhân hoàng mỹ anh cười anh cũng thế tề Phạm cũng cười thân thể đau xương cốt đau đầu đau thế thì sao anh là lạc kỳ mà cô muốn nhưng mà bữa tiệc nào cũng có kết thúc hy vọng em nhớ kỹ quan hệ của chúng ta dừng ở đây vâng tề phàm cười có chút thâm ý lạc kỳ có một số việc sợ không phải do anh đâu phàm phàm mấy ngày nay cậu bận việc gì vậy đến cái bóng của cậu tớ cũng bắt không được buổi tối sang nhà tớ ăn cơm đi được bảo mẹ chuẩn bị hai phần nhé giờ tớ có thể ăn đây Phàm phàm, cậu bị sốt à? Tớ thấy 10 lần trả lời, chín lần nói giảm béo, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? À không, chắc là tiên hà phẩm. Đừng xía vào. Mặc kệ cậu, tối đến sớm một chút nhé. Được, đến lúc đó gặp. Lúc trác thất gọi điện thoại tới, tề phàm còn chưa tan học, tắt điện thoại, nghĩ, cô và Lạc Kỳ đã tách nhau một tháng rồi, xem ra, đây là thời điểm nên quấy rầy anh một chút, ốc vừa hoạt động, cô nhắn cái tin luôn cho anh. Nếu em nói, còn một hộp nữa, anh có đến không? Vậy mà làm Lạc Kỳ thất thần lúc 12 giờ. Lạc Kỳ hít sâu, lấy điện thoại ra thật mạnh nhưng đặt trên bàn, sợ tới mức người trong phòng không ai dám lên tiếng. Ông chủ nhỏ từ khi tiếp quản công ty đến nay, khuôn mặt luôn chan chứa ánh nắng tươi sáng của nụ cười. Hôm nay làm sao vậy, vừa rồi còn tốt mà, sao chỉ chớp mắt, nhiều nắng đã thành nhiều mây. Việc còn lại các anh sửa trước đi, rồi đưa kế hoạch tôi xem, hôm nay đến đây thôi, các vị đi làm việc đi. Phân phó người xong, anh một mình ngồi trên ghế đổi tới đổi lui, thật là có chút không thể kiềm chế, chỉ là một cái tin nhắn của tề phàm thôi mà không khéo đã làm anh tâm thần, muốn xóa cũng không thể xóa nổi, trong đầu toàn là cảnh cô cuốn quýt lấy mình, bộ dáng đẹp để mang theo vẻ quyến rũ đang vặn vẹo thân thể mềm mại, bên tai thậm chí còn vang lên tiếng trên rỉ cô mị hoặc. Mân mê tin nhắn nửa ngày, viết lại sửa, viết lại sữa cuối cùng hận không thể đem điện thoại quăng luôn cảm thấy vẫn nên gọi điện cho rõ ràng ê xem ra anh thật sự đã già rồi một cái tin nhắn đã thấy rối rắm thế này thế nào giờ lo lắng lâu như vậy đáp án của anh là gì như biết anh đang mâu thuẫn trong giọng nói của cô rõ ràng chọc tức anh nhóc bánh trôi em thế này là khiêu khích anh sao giọng nói anh lộ ra tiên nguy hiểm tề phạm đương nhiên biết đang chọc giận anh nhưng mục đích của cô còn chưa đạt tới cho dù là đau kề cổ, cũng không thể lùi bước. Em nào dám, chỉ là muốn cùng anh thương lượng, nếu anh không chịu, thì thôi. Em tin là sẽ có người khác nhận. Cô đang đánh cược, sợ anh đối với cô không một chút để ý, đàn ông không phải đều vậy sao, vô luận có cảm tình hay không, chỉ cần đã ngủ cùng, lại cho người khác ngủ nữa, đều cảm thấy mất mặt, tuy như vậy cô tự làm mình rẻ rúng, nhưng, cười khổ một chút, cô, chi cho lạc kỳ, chẳng qua anh cho là chỉ quan hệ thôi em dám quả nhiên tề phạm mím môi cười cô đã thắng anh nói em có dám hay không như vậy đổi lại anh có dám không lại kích tiếp sắp thành công rồi em đang kích anh tề phạm em đừng cho làm mình thông minh được rồi anh thắng em tha cho em sẽ không phiền anh tuy rằng hy vọng là anh lắm nhưng đành bất đắc dĩ đêm nay em đi tìm người khác thay thế vậy anh đã phun ra cả họ và tên cô chứng tỏ anh đã phát điên rồi không lãng phí lời lẽ Cô ngoan ngoãn nói Lập tức dập máy Đây tiền cược cuối cùng của cô Thật sự là cái tên giảo hoạt Bất quá Người đàn ông của cô Ngây thơ sao được Cô giảo hoạt cười Trong miệng lẩm bẩm Lạc kỳ Đêm nay em chờ anh Không thể kháng cự Nhiều giờ sau trước cửa tề gia Giờ phút này Anh muốn giết người Tề phạm con nhóc này Một cái tin nhắn Vài câu vô nghĩa vậy mà anh thật sự cấp tốc đứng trước cửa nhà cô. Anh hẳn là điên rồi mới có thể không thể gặp cô cùng tên khác sang bậy, đối với anh, việc này thật vớ vẩn. Giận nhất là, tề phạm không biết chết ở đâu rồi. Lo lắng, phẫn nộ, sợ hãi, nhìn đến cô gái mặt tươi cười bước xuống xe taxi kia, toàn bộ hoạt động của anh đình chỉ, nhìn thấy cô trở về, anh đã cảm thấy an tâm. Nháy mắt, tâm lại nhắc nhở, không phải cô từ chỗ tên thay thế kia về đó chứ làm sao anh lại đứng ở đây? Chờ lâu chưa, làm bộ kinh ngạc, thấy anh nháy mắt đen mặt, liền có chừng có mực, nếu để anh tức bỏ đi, sẽ không có lợi. Em vừa đi làm về à, không để ý tới vấn đề của cô, anh chỉ quan tâm thứ anh muốn biết. Dẫn các thất ăn cơm, cô ăn ngay nói thật. À, thế, người thay thế của em đâu, tầm lúc này đây mới thật sự thả lỏng, vẫn không quên chế nhạo cô. À, cái đó, đêm nay bỗng nhiên em vô tâm tình, đổi ngày rồi em có biết không nếu em là đàn ông anh đã sớm đánh cho em quỳ rạp trên đất để tìm rồi là kỳ nói mà nghiến răng nghiến lợi ý của anh là nếu em là đàn ông anh cũng sẽ đứng ở đây chờ em cả đêm sao wow, qua hóa ra đi mỹ 5 năm anh không khỏi đẹp trai ra mà còn bồi dưỡng nhiều ham thú vậy thế chắc không đổi khẩu vị nhỉ nếu có làm ơn bảo luôn em vừa mới trưởng thành thôi sợ nhất thời không tiếp thụ được tê phàm vẻ mặt của anh như muốn ăn sống nuốt tươi luôn cô. Sao nào, muốn bóp chết em, tiến lên phía trước, cô cười tới đáng đánh đòn. Thế thì tiện cho em quá. Phải đòi hỏi em cho đến chết, khoác cô đang kháng nghị lên vai, đoạt lấy hộp nho nhỏ trên tay cô, lấy chìa khóa, đầu tề phạm bị dốc xuống, rất khó chịu, cũng không dãy dùa, bùng mặt, khanh khách cười đến vui vẻ. Bị hành hung ở trên giường, tề phạm đau đớn thét lớn một tiếng, ông cái gáy, trừng mắt với anh. Xem ra, anh thật sự tức giận, một chút cũng không thương hoa tiết ngọc. Cởi quần áo. Em không muốn không được à. Hơn nữa, em nói rồi hôm nay em không có tâm tình. Cô còn trêu chọc anh, anh tức giận xong tới kéo rách áo sơ mi của cô, lột váy ngắn cô lên tới thắt lưng, thô bạo hôn lên. Không tâm tình. Anh lập tức cho em có tâm tình. Tề phạm chân uống như rắn cuốn chặt thắt lưng anh, cười đến yêu mị. Lạc kỳ, mấy ngày này, anh có nhớ em không? Em nghĩ là có à. Vẻ khinh thường hất về phía cô, không một chút che giấu. Ôi, rõ lạnh lùng, cô phẫn nộ quay sang, tuy đã có nghĩ tới, nhưng khi nghe chính anh nói ra, vẫn có chút bi thương, từ từ nhắm hai mắt, mặt anh cắn cắn da thịt mịn màng bên gáy. Thấy cô nhắm mắt lại, là kỳ dở về lãnh khóc ngụy trang xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng. Có nhớ chăng? Anh chả nhớ sắp điên rồi về nước lâu như vậy mặc dù có thời điểm thấy cần nhưng anh cũng chưa từng thấy phải bắt buộc đi tìm một bạn gái cố định nhưng một lần điên cuồng với Phạm Phạm đó làm cho anh cảm thấy có lẽ cũng nên tìm một người bên mình một tháng qua anh tiếp xúc với nhiều phụ nữ như vậy không một ai có thể gây cho anh loại rung động thế này cảm giác này làm cho anh thực căm tức thân thể đau đớn làm cho anh thức trắng đêm nhưng lại không thể tìm ai đó để có thể tùy tiện giải quyết giờ cô dân đến miệng anh muốn bù đắp cho một tháng này của anh, có lẽ là do mới mẻ, nhất định là vậy. Ngoại trừ Tương Hân, bất kỳ người nào cảm giác mới mẻ anh cũng không để ý tới. Cam, bà Tương Hân này là kỳ đà đấy, theo tiếng Trung là tiểu tam đấy, con mụ rõ ghét. Nghĩ thông suốt điều này, bực mình cũng tiêu tan, anh thúc tiếng vào cô, tự giải quyết nhiệt tình đã chồng chất quá lâu của mình. Phản ứng sinh động của Tề Phàm làm cho người ta rất khó tin tưởng cô đã từng là một cô gái xử nữ khi gặp anh. Cô có thể cho anh bao niềm vui, tiếng trên rỉ kiều mị, làm người ta huyết mạch sôi sục. phản ứng thành thực của cô làm anh mê muội, lần lượt bị cuốn vào cơn thủy triều kịch liệt, phóng túng trầm luân. Thân thể bọn họ thích hợp với nhau, bọn họ cần lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, loại khoái cảm vô cực này làm người ta vui sướng. Từ đó về sau, đêm nào anh cũng đến. Khi anh lại lấy ra thêm một cái hộp nữa, Tề Phàm đang bị bọc trong một chiếc chăn mỏng phía sau anh, cái chân nhỏ chìa ra cố ý đá vào mông anh. Em có thể ngày nào cũng gửi cho anh cái tin, còn một hộp không? Quay đầu, anh hỏi thật. Từng không nhất định, cùng lắm, em nghĩ chắc là không. Cái này ăn nhiều quá sẽ ngấy. Anh có chút thất vọng, mặt nhăn mày nhíu, muốn xem nhẹ mất mát trong lòng, giờ phút này, thứ có thể làm cho anh quên hết thảy, chỉ có thân thể Tề Phàm, ta ta cười anh hướng tới gần cô cầu hôn phàm phàm dạo này cậu rất kỳ quái ăn nhiều vậy từ bao giờ thì trở nên ăn được thế nhìn tề phàm đang cầm hamburger ăn lấy ăn để trác thất nhất thời ngoại trừ từ kinh ngạc chỉ còn từ không thể tưởng để hình dung ăn được thì sao mới được gần đây thôi uống một hớp lớn nước trái cây không đợi miệng nuốt xuống trái miệng há to lại cắn tiếp cho đến khi miệng tràn đầy mới thôi cậu đòi mua canh dưa chua không uống à Nhìn cô gái đang đùn đẩy mà ghét bỏ Trác thất kiên nhẫn bỏ xà lách trong hamburger ra Khởi Linh và Trác thất không tự hỏi Các cô tốt bụng quá chăng Quẹ Chợt ngửi thấy mùi dưa chua Tề phàm buồn nôn Che miệng vọt vào toilet Dạ dày nhộn nhạo Cô kìm không được nôn khang Trác thất cùng thất thần hoảng sợ Đuổi theo sau Đưa cho cô một cái khăn tay nhẹ vỗ về lưng cô Làm sao vậy Có phải bị bệnh không Trác thất thân thiết hỏi Quẹ Tề phàm nôn càng ngày càng nhiều Trác thất nhất thời cũng không có chủ ý gì Phàm phàm Cậu đừng làm mình sợ Có phải ăn đồ thiêu rồi không Bọn mình đi bệnh viện đi Không phải lo Tớ thật sự không có việc gì súc miệng xong Cô lấy khăn tay nhẹ lau khóe miệng mỉm cười trấn an trác thất Phàm phàm khởi linh nghi hoặc nhìn cô Không phải là ấy rồi chứ Tớ chỉ là mang thai thôi Tề phàm mở miệng xác minh phán đoán của cô nàng mang thai Khởi Linh kêu to Tề Phạm dùng sức che miệng cô nàng Cô ấy muốn thét lên cho mọi người đều biết chắc Là kỳ à Trác thất không kích động như Khởi Linh Bình tĩnh đoán Tề Phạm cúi đầu không hé răng Xem như cam chịu Khởi Linh mở đôi mắt thật to nhìn Chỉ biết việc này không đơn giản như vậy Phạm Phạm Cậu có biết cậu đang làm gì không Cậu điên rồi à Cậu đúng là đồ vô học la khởi linh liều mạng hạ giọng nhưng vẫn ức chế không được muốn thét chói tai phàm phàm cậu hẳn đã biết không phải cậu đã toan tính rồi đấy chứ tuy rằng đoán được nhưng tin tức này vẫn làm trác thất tiêu hóa rất khó khăn lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tớ muốn xin nó tề phàm khẳng định cậu điên rồi cậu có biết mình đang làm cái gì không đấy khởi linh sắp bị cô làm tức chết rồi hơn nửa lần này ngay cả trên mặt trác thất cũng viết không đồng ý. Thất nhi, khởi linh, các ậu không cần khuyên tớ, tớ biết rõ mình đang làm gì mà. Hơn nữa là do mình, kế hoạch này là do mình, mang thai con anh ấy cũng là mình tính kế cả. Mang thai con anh ta rồi thì sao? Khởi Linh bất giác thấy mình sắp bị cô làm tức chết rồi, nếu không phải cô đang mang thai, thật rất muốn đánh cho đến khi cô tỉnh táo mới thôi. Lấy anh ấy thôi. Tề Phạm khẳng định. Tề Phạm, cậu thấy ngu chưa? Không phải ngày đầu tiên cậu quen biết Lạc Kỳ, anh ấy sẽ đối xử tốt với người đùa dẫn anh ấy à? Nếu anh ấy nóng tính, cậu không nghĩ tới hậu quả sao? Cùng lắm thì, một người hai mệnh. Tề Phạm cười chẳng hề để ý, không có Lạc Kỳ, cuộc đời cô còn ý nghĩa đâu. Thật ngốc, ngay từ đầu đã đem thân mình cho một tên phong lưu vô tình. Nhưng mà, nếu có thể thay đổi tất cả, cô sẽ không còn là Tề Phạm, mà anh, cũng sẽ không phải lạc kỳ. Phàm phàm. Phàm phàm. Khởi linh cùng trác thất sợ tới mức trắng mặt, tề phàm lại ông bụng cười vui vẻ. Yên tâm, tớ có biện pháp, lạc kỳ, nhất định sẽ lấy tớ mà. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nhìn thấy tề phàm đứng trước cửa nhà mình, lạc kỳ nhíu mi. Đến đây rồi sao không đi vào? Em tới tìm anh, có chuyện muốn nói với anh. Sao thế, lại còn một hộp à?" anh cười rất mờ ám. "Không phải, không còn nữa, bởi vì không cần nữa rồi." Tề Phàm cười duyên trả lời. "Hả? Thế là chuyện gì?" Anh có chút thất vọng, sưng sỉa, thế nhưng chỉ nhìn thấy cái liếc mắt của cô một cái đã bắt đầu hưng phấn, cô gái này có làm phép trên người anh sao? "Lạc Kỳ, anh phải bình tĩnh, nghe em nói này." "Em làm anh hồi hộp đấy, có chuyện gì nói mau, anh đang chết đói đây." hay là em và anh cùng ăn cơm đi vừa ăn vừa nói miệng thì nói tay thì lôi kéo cô vào cùng anh không được nói xong em sẽ đi giữ chặt anh để anh dừng bước được rồi em nói mau đi lạc kỳ em mang thai rồi tề phàm trò đùa này tuyệt không buồn cười đâu đấy lạc kỳ nheo mắt lườm cô một lúc cô gái này tốt nhất là nên bảo em đang đùa em nói em mang thai là con anh tề phàm anh nhớ rõ, chúng ta đều phòng hộ mà. Vẻ mặt của anh rõ ràng viết chữ nguy hiểm, nếu Tề Phàm thông minh nên thức thời rời đi. Nhìn cô hơi cong môi, là Kỳ chợt thấy cơn gió lạnh vút qua. Em có dính líu tới việc này. Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Đúng, em muốn tìm cách chiếm lấy anh nên đã động tay động chân, giờ anh đã đoán được, vẫn chưa tính ngốc lắm. Vẻ mặt của anh âm trầm sơ sát tiêu điều cô lại không chút sợ hãi đón nhận cười sáng lạng tề phàm em hẳn là biết anh thuộc loại người gì tay anh đặt trên cổ cô ngón cái nhẹ nhàng trêu chọc như thể nếu tìm một vị trí thích hợp thì có thể lập tức bóp chết cô giọng điệu anh mềm nhẹ mị hoặc chỉ tề phàm biết đây mới là biểu hiện cơn thịnh nộ của anh lạc kỳ vì sao không hỏi xem em muốn làm gì bất kể em muốn làm cái gì anh cũng sẽ không theo ý nguyện của em đâu là kỳ mặt không chút thay đổi mà càng như vậy càng chứng tỏ anh cơn tức giận càng lớn anh hãy nghe em nói lạc kỳ việc này đối với anh chỉ có lợi lợi ư đúng em muốn cùng anh kết hôn ha tề phàm em cho lạc kỳ tôi là cái gì lấy một sinh mệnh còn chưa xuất thế đến uy hiếp tôi tôi nên cho là em ngây thơ hay em xuẩn ngốc anh để em nói hết trước đã lạc kỳ cho dù anh không kết hôn với em em vẫn sẽ sinh đứa bé này. Nói như vậy, cho dù sau này anh gặp được người muốn kết hôn, em nghĩ anh sẽ gặp rất nhiều chướng ngại và phiền toái. Chúng ta kết hôn, đây là hy vọng của người nhà anh, anh cũng không bị mấy cô ép kết hôn cho phiền lòng. Hơn nữa, em sẽ rất hiểu chuyện, người ngoài hỏi chuyện, em sẽ một mực trung thành. Kết hôn cũng chỉ cần người nhà biết thôi, tính đi tính lại, anh chả có tổn thất gì cả. Lạc Kỳ không chớp mắt nhìn cô, muốn tìm được chút gì đó trong mắt cô cô phải hao tổn tâm cơ vậy cũng chỉ muốn mỗi vậy sao dù sao trừ phi là cô ấy lấy ai đối với anh mà nói đều chỉ là một thứ bài trí thôi như vậy là em thì có gì không được chứ nếu về sau anh gặp được người anh muốn kết hôn chỉ cần anh nói em sẽ chủ động ly hôn chẳng lẽ như vậy cũng không được trầm ngâm hồi lâu là kỳ thật sự rất ngạc nhiên cô gái này rốt cuộc muốn tự mình làm việc này có ích gì? Nói đến nói đi, đều là tốt cho anh không phải sao? Tính kiểu gì, anh vẫn có lợi, chẳng lẽ cô yêu thương anh ư? Thật buồn cười, nếu thật sự thương anh, còn làm cái bẫy tinh tế như thế làm gì? Được. Là kỳ nhìn cô gái trước mắt cười đến sáng lạng, trong lòng thầm nghĩ sẽ cùng cô tính toán. Tề phạm, tôi muốn xem, em đến tột cùng là có mục đích gì? Tất cả những điều này, đều là em tự tìm lấy, ngày sau hối hận, cũng đừng trách tôi. Hai người nhìn nhau cười, bắt tay, thành giao. Kết hôn, một. Đứng ở nơi nằm phía kia địa cậu, cầm tờ giấy kết hôn toàn tiếng Anh, lòng tề phàm tràn đầy tư vị rối rắm. Rốt cục, cô đã lấy được lạc kỳ. Sao thế, không vui à? Đây chẳng phải là thứ cô muốn sao? Lạc kỳ lạnh lùng hỏi cô. Biểu cảm trên mặt anh biểu tình, tuyệt đối không phải do vui vẻ. Sao thế, cảm thấy ủy khuất Cô muốn gì, anh đã cho tất Cô còn muốn như thế nào nữa Vì vừa mới được 18 tuổi Hai người không thể ở đăng ký kết hôn trong nước tề phàm sớm lường được điểm này Nên đến Mỹ đăng ký Lạc kỳ đối với yêu cầu của cô cũng rất có lợi Thứ nhất, kết hôn có thể Nhưng với người ngoài hai người sẽ giữ mồm giữ miệng Trừ người nhà bên nội bên ngoại Còn không thể tiết lộ với người ngoài Thứ hai, vì tệ phàm đã mang thai phải tạm thời ở lại bên này chờ sinh xong đứa nhỏ sẽ về nước thứ ba tề phàm không được can thiệp sinh hoạt cá nhân của lạc kỳ kể cả việc nhỏ hay lớn không được nhiễu việc nhưng lại phải nghiêm khắc theo đức hạnh người vợ cụ thể phải tam tòng tứ đức thứ tư như lạc kỳ cần tề phàm phải đáp ứng vô điều kiện thực hiện nghĩa vụ người vợ thứ năm không có hôn lễ không có rượu mừng không có tuần trăng mật nếu tề phàm có thể làm điều này liền kết hôn Nhìn tề phạm không chút do dự ký tên lên hiệp ước chả có gì là công bằng Lạc kỳ nheo mắt, một bên khóe miệng dương lên, cười lạnh Bảo bối, tôi thật sự không biết, nên hiểu như thế là cô yêu tôi Hay nên cẩn thận đề phòng đây là một dụng tâm mới của cô Lạc kỳ, em yêu anh, trời trăng có thể chứng giám Nhìn cô đi, hồi lâu, trái tim yêu đến mức sắp vỡ hòa vì người đàn ông này Tề phạm nói thật lòng từng chữ từng chữ một lạc kỳ trong thâm tâm có tia xúc động mềm mại cô nói thật sự tạm thời bất luận lời này thiệt hay giả đối với cô trong lòng anh cảm thấy có chút thua thiệt nghĩ đến đây anh khụ một tiếng anh có chút không được tự nhiên thế mà còn cảm thấy thua thiệt với cô cùng lắm thì đây cũng là chuyện thường tình mặc cho cô nói như thế nào cô cũng là mẹ của con anh sinh mệnh nhỏ kia hiện tại vẫn đang ở trong bụng cô anh ôm lấy cô nhẹ giữ lấy nhét cô ngồi vào xe Lạc kỳ, anh làm sao vậy? Anh đột nhiên săn sóc, làm cho cô có chút hơi sợ. Lạc kỳ ngồi trở lại trong xe, nhìn tề phạm chăm chú. Tuy không có nhẫn kim cương, nhưng tôi có cái này. Cởi từ trên cổ xuống, dĩ nhiên là một chiếc vòng bạc có đeo nhẫn. Tề phạm cắn môi, lệ rơi xuống, cũng không khóc thành tiếng. Tay phủ lên bụng, trong lòng mặc niệm, cục cưng, xin lỗi con, mẹ lại tàn nhẫn lợi dụng con như vậy. Nhưng mà, mẹ thật sự quá yêu người đàn ông trước mặt này cục cưng con sẽ tha thứ cho mẹ đúng không làm sao vậy cảm động quá à cô đừng hiểu lầm đây là quà tôi gửi cho cục cưng nhờ cô bảo quản mà thôi thói quen kiêu ngạo ương ngạnh khóc lóc âm sầm của cô trông xấu thật cô như vậy làm cho chân tay anh luống cuống đeo cho em đưa tay tới trước mặt anh vội vàng thúc giục anh mặt cô đầy nước mắt nước mũi bộ dáng chật vật vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Chiếc nhẫn là mua lúc nghỉ hè đi Vân Nam chơi với Tương Hân, Tương Hân rất thích, lúc đó cô cứ lưu luyến mãi cửa hàng đó. Thích thì mua luôn đi. Thứ này, phải có người tặng mới hay, Tương Hân không tha người kia. Vì thế, anh vụng trộm mua, tưởng sẽ làm cô kinh ngạc. Chưa từng nghĩ tới có một ngày, ngoại trừ Tương Hân sẽ đeo cho một cô gái khác. Nhớ tới điều này, nắm tay cô, trong nháy mắt thấy anh do dự, như là sợ anh sẽ hối hận tề phàm tự đeo vào sau đó không để anh đồng ý hung hăng hôn anh lạc kỳ không có phản kháng anh không có kinh nghiệm bị con gái cưỡng hôn bất quá cảm giác này không tính quá tồi ngày hôm sau lạc kỳ trở về nước tề phàm cự tuyệt mẹ tới kháng nghị với lạc kỳ cô không muốn để hai phụ mẫu phiền toái hai vị tề gia vốn ban đầu nghĩ sẽ không để tề phàm thành hôn sớm như vậy chuyện mang thai cũng có phê bình kín đáo giờ lại thấy bất mãn với Lạc Kỳ vì để Tề Phạm một mình ở lại New York. Tề phàm là bảo bối của bọn họ, lại bị bỏ qua như giấy vụn, bọn họ nào có thể coi như không khí. Nhưng chính cô con gái lại nói nói, nói cái gì mà sau này nhất định phải tiến vào giới giải trí, thân phận đã kết hôn sẽ có nhiều điều không tiện. Lạc Kỳ để tri kỷ tự chăm sóc mình ở ngoài, Lạc Kỳ sẽ còn bắt nạt con mình nhiều. Bọn họ không tin tưởng được, cũng không dám nói gì nhiều để con gái phiền lòng huống chi có hai vị lạc gia vỗ ngực cam đoan tề phàm gả vào lạc gia sẽ không phải chịu ủy khuất vì bọn họ cũng không làm khó con gái mình thu đi con ăn không vô trước mặt đầy một bàn thức ăn ngon tề phàm lại thấy ăn không ngon cô thật sự rất nhớ lạc kỳ nhưng anh lại đi rồi có cuộc điện thoại cũng không gọi tới trong bụng cục cưng rất ngoan mới hai tháng đầu cũng không có phản ứng gì mãnh liệt chính là cục cưng càng lớn cô càng muốn gần lạc kỳ ban đêm luôn vụng trộm khóc cô rất sợ như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính tình cục cưng thiếu phu nhân cô phải ăn nhiều một chút mới được cô bây giờ rất gầy không bồi dưỡng thân thể cho tốt làm sao có khí lực mà sinh tiểu thiếu gia trong biệt thự lạc gia bà lạc lo lắng cô chỉ một mình nên đem bà dì tới chăm sóc cho cô bà dì giúp cô chia thức ăn còn nhắc đi nhắc lại tề phàm chỉ mờ mịt gật đầu lại cầm chiếc đũa vẫn không nhúc nhích thiên ân là tên cục cưng cô muốn đặt đứa nhỏ này tuy là vì tính toán của cô cố ý mới có nhưng cô vẫn cảm thấy đây là trời ban ân cho cô nhiều tháng sau ngày nào cô cũng ra cửa đi dạo mong một ngày nào đó sẽ nhìn thấy lạc kỳ bước từ trên xe xuống nói với cô tề phàm anh đến rồi đây nhưng mỗi ngày thứ cô chờ chỉ là thất vọng và nản lòng đành phải không ngừng tự thôi miên lòng mình anh thật sự bề bộn nhiều việc anh không phải không để ý tới cô đâu mà dù có không thèm để ý đến cô anh cũng sẽ để ý tới đứa nhỏ mà nằm trên giường giờ bên kia hẳn là buổi sáng anh chắc vừa rời khỏi giường gọi điện tới chắc không có việc gì nhỉ túc 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 đúng lúc tề phàm muốn buông tha dập máy giọng anh truyền tới khàn khàn thở dốc biểu hiện anh vừa mới kịch liệt vận động sẽ không khéo như vậy chứ có việc à à không có việc gì anh tiếp tục đi thật ngượng quá em không phải cố ý quấy rầy các người nói xong nhanh chóng cô dùng sức che miệng mới có thể nhìn không khóc ra tiếng không phải không nghĩ tới anh sẽ có người khác nhưng hóa ra dù khi đã biết vẫn đau lòng đến vậy sao thế truy vấn tôi giọng nói đè nén bên kia truyền tới là kỳ nghe rõ vốn định nói thật cho cô anh đang tay làm hàm nhai lấy tay an ủi cho người anh em của anh thôi lại không biết thế nào Lời nói đã thương người cứ như vậy thốt ra Bên kia trong nháy mắt yên tĩnh Anh có chút hối hận Nhưng mà không nên vậy Anh chỉ muốn làm cho cô khó chịu Tất cả điều này chẳng phải là do cô chút lấy Không phải sao Còn cảm giác không thoải mái trong lòng này Là vì cái gì Đứa nhỏ Đúng, nhất định là vì đứa nhỏ Anh mới không đành lòng với cô Không phải, truy vấn gì đâu Em chỉ là ngủ không được Mới gọi điện cho anh Anh đang bận, em ngủ đây không đợi anh trả lời liền treo điện thoại Tề phạm vỗ về cái bụng hở ra đã nhô cao Lệ trào ra Một đêm không ngủ 18 năm u Pha g không in Margin bottom không in Margin left không in Margin bottom 0001 pt Tết Alin à Yersifi Tết Inden 25 in Liner hay Norman khoái cảm xa lạ Một luồng hơi nóng từ bụng theo giữa hai chân chảy ra Cô xấu hổ khép hai chân lại Bàn tay to của anh vỗ về chơi đùa một khác ngón tay khách dùng lực vuốt ve đau đớn cùng vui sướng cô sắp không chịu nổi ngón tay thô ráp đi vào vùng đất mềm mại nhất của cô cẩn thận đâm vào thăm dò đi tới lạc kỳ dị vật đi vào cô cảm thấy có chút không khỏe trong nháy mắt còn có một dòng điện từ ngón tay anh truyền tới lan ra toàn thân cô cô nắm chặt ga dưới giường móng tay dùng sức quá lớn sinh đau xem kìa em nhiệt tình quá ngón tay rút khỏi, đặt trước mắt cô, trên mặt lóe ra sự tinh tranh, làm cho cô muốn choáng váng, rồi giả bộ mất trí nhớ. Anh đừng thế. Cô sắp phát điên mất rồi. Muốn như vậy, còn muốn nhiều nữa. Hôn lấy môi cô, đầu lưỡi cùng cô dây dưa chơi đùa, ngón tay trở về nơi mà nó đã từng bắt đầu công thành đoạt đất. Cô cảm thấy mình hình như có thể thích ứng thì một ngón tay nữa lại thêm vào. Anh ra ra vào vào, khẽ động tới nơi thần kinh mẫn cảm của tề phàm, anh nếm thử nơi tư mật của cô làm cô kinh hoảng không biết như thế nào cho phải lạc kỳ đừng như vậy em không chịu được cảm giác càng ngày càng kỳ quái tề phàm sợ sợ mình sẽ ngất xỉu đi trong thân thể giống như có một quả cầu lửa lớn cô sắp bị ánh sáng và sức nóng tổn thương lại tìm không thấy biện pháp giải quyết chỉ phải nắm chặt cánh tay lạc kỳ thỉnh cầu anh cứu giúp bánh trôi nhỏ em có thể mà ngón tay đang rảnh lại tăng tốc độ Tề phạm rướng cao người, ông chặt anh, rốt cục sau một tiếng thở dài, đạt lần cực khoái đầu tiên. Em rất tuyệt. nhiên ngẫm ngón tay đoan trang của mình đã làm thân thể tề phạm thành màu phấn hồng, cô đã cho anh rất nhiều kinh hỉ. Không thể đợi thêm chút nữa, anh nhanh chóng cởi quần áo mình, bỏ thứ che đậy duy nhất trên thân thể, anh nghe được tiếng tề phạm hít không khí. Tiểu bánh trôi, em còn chưa vừa lòng sao? Biến thái, tề phạm xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, thật đáng sợ thật lớn dữ tợn cô thật sự có chịu được nó sao em ngốc đợi một lát em sẽ rất thích không cùng cô nói lời vô nghĩa một cái động thân hai người kết hợp nhất thể không nghĩ mình sẽ quan tâm đau đớn nhưng cô vẫn đau tới rất nước mắt không muốn cho anh nhìn thấy cô giả vờ ông anh đặt đầu anh qua vai anh không có cố kỵ bừa bãi va chạm cô cắn răng vẫn nhịn không được một tiếng tiếng kêu đau đớn Rốt cục cảm giác đau đớn dần dần vơi đi Khi thân hình tê dại lại đánh úp lại Dưới thân cô từng đợt trung rẩy vì vô số dòng nhiệt tình cảm của anh Rốt cục anh gầm nhẹ Để trận đấu sức này tới cảnh giới cao nhất Hô hấp bình ổn Kích tình rút đi là Kỳ không chút lưu luyến đứng dậy Vì sao gạt anh? Dì cơ Đây là lần đầu tiên của em Phản ứng trúc trắc của cô Mặt còn chưa khô nước mắt Ga giường còn ám lại vết máu Tất cả là bằng chứng em em có biết mình đang làm cái gì không anh tức giận vì xúc động là kỳ em cũng không muốn làm cái gì chỉ là muốn anh thôi em có biết anh không chạm vào xử nữ chỉ làm như một lần phóng túng nam nữ hoang ái anh tất yếu phải như vậy sao anh hy vọng không có lần sau lời của cô không những làm anh tức giận ngược lại càng thêm tức giận phóng túng nam nữ hoang ái chết tiệt đối với cô đây chính là vậy anh lại quay về chốn hoang ái mà anh chết tiệt không biết đến tột cùng tức cô vì cái gì vẫn nên tự trách mình thấy anh tức giận tề phạm lại tuyệt không sợ giảo hoạt cười đợi chút cô gọi anh lại còn có việc gì à dù sao làm cũng làm rồi lần thứ mấy có khác gì đâu lần đầu tiên cũng chẳng khác lần hai qua là lần thứ hai tới lần n như nhau anh sẽ không mất hết hy vọng đấy chứ nhưng mà nên làm cũng đừng lãng phí, anh giúp em đi, cùng dùng hết nó, được không? Lắc lắc cái hộp trong tay, cô cười mị hoặc. Lạc Kỳ vừa mới bình ổn dục vọng, giờ lại rụt trịch. Rốt cục, anh đầu hang theo bản năng, cô quả nhiên có bản lĩnh, khiêu khích xúc động nguyên thủy nhất trong anh. Ngay cả khi anh phong lưu đã thành tính, cũng chưa thử qua lưu luyến với một cô gái lâu như vậy. Một ngày hai đêm, bọn họ ngay cả nhà cũng chưa ra khi nào, ngoại trừ điều tất yếu là ăn cơm và nghỉ ngơi họ chỉ ở trên giường vận động thậm chí ban đêm tề phàm còn bò khỏi giường trần trùng ngồi gặm một cái đùi gà anh nằm ở trên giường không biết làm sao khi có tinh thần một tay hạ gục cô cô tức giận lấy chân anh làm chân gà cắn bọn họ phối hợp nhường nhuyễn vô cùng anh giống như một tiểu tử lần đầu nếm trái cấm lần lượt mê mệt bới kích tình của cô cuối cùng cũng dùng xong anh buông người trên tay lại có chút không tha em là tình nhân hoàng mỹ anh cười anh cũng thế, Tề Phạm cũng cười, thân thể đau, xương cốt đau, đầu đau, thế thì sao, anh là Lạc Kỳ mà cô muốn. Nhưng mà bữa tiệc nào cũng có kết thúc, hy vọng em nhớ kỹ, quan hệ của chúng ta dừng ở đây. Vâng, Tề Phạm cười có chút thâm ý, Lạc Kỳ, có một số việc sợ không phải do anh đâu. Kết hôn 2 Đã mang thai 6 tháng, Tề Phạm vận động có chút không tiện, cô vẫn mỗi ngày kiên trì tản bộ chung quanh biệt thự chung một người phụ nữ đông phương xinh đẹp hoặc là có thể nói là cô gái nhìn qua còn chưa trưởng thành lại vác cái bụng thật to bức tranh này rất là hấp dẫn người đi đâu cũng có người nhìn lại tề phàm không để ý tới ánh mắt những người đó vỗ về bụng chuyên tâm nói chuyện với cục cưng cục cưng có mệt không hả mệt rồi chúng ta về nhé vài ngày gần đây thân mình có chút sa sút vừa muốn trở về cục cưng lại dùng sức đá cô một phát chà Cục Cưng không muốn trở về sao? Thế chúng ta đi sang bên kia ngồi nhé. Con đường nhỏ này là nơi gần nhất mà Tề Phạm hay tới, tìm vị trí ngồi xuống, cô lại bắt đầu thương lượng cùng Cục Cưng. Cục Cưng, con muốn uống cái gì nào? Cà phê không được, rượu vang không được, rượu vodka lại càng không được. À, đúng rồi, chúng ta uống sữa cho khỏe nhỉ. Người bên cạnh nghe thấy cô thì thào độc thoại thì xì si, cười ra tiếng. Tề Phạm nhịn không được quay đầu Muốn nhìn là người nào vô duyên đến vậy Nhìn lại là gương mặt Đông Phương hiếm gặp Mặt tuấn tú Khóe miệng cười dương lên với cô đang ngồi đối diện Bộ vét vừa vặn màu đen Quần dài Nhìn qua rất là thản nhiên tự đắc Bộ dáng của anh làm cho tề phạm không khỏi liên tưởng đến lạc kỳ Đẩy lòng trầm xuống Liền quay lại đầu Không nhìn anh nữa Trang nghiêm tự gõ đầu mình Anh làm sao vậy Chuyện chả có tí buồn cười mà không ngăn được tiếng cười Bất quá Cô gái này thật là thú vị một đường đi tới không ngừng cằn nhằn cười đến hạnh phúc vui vẻ cười khẽ tóc ngắn ngang vai đỉnh đầu có hai chùm tóc quật cường cong xuống bộ dáng rất ư buồn cười cô cực kỳ xinh đẹp giống người trong tranh mặt mày có nét đẹp của người mẹ lại có nét bướng bỉnh của trẻ nhỏ bụng cô thật sự rất lớn người cũng rất gầy quần áo rộng thùng thình càng làm cho thân hình cô thêm nhỏ bé lông mi dài quá mắt Đôi lông mi rập bóng nhìn sâu vào trong mắt còn có chút mệt mỏi Vị tiểu thư này đứng dậy vòng đến trước bàn Anh vấn an Làm ơn gọi tôi phu nhân Cô chỉ chỉ bụng mình Ok, vị phu nhân này không ngại ngồi chung chứ Cười khẽ sờ sờ cái mũi Cô gái này rất thú vị Đối với thân phận đã kết hôn Coi trọng vậy Loại đàn ông nào có thể làm cho cô để ý đến vậy Không hiểu Anh lại có chút hâm mộ thậm chí là ghen tiện người đàn ông không lộ mặt kia mỉm cười lắc đầu muốn ra lệnh cho cảm xúc trong lòng không được trào ra kỳ thật ngay từ đầu thấy cô một người anh đã từng một lần nghĩ đến cô là vợ bé nhà giàu hoặc tình nhân ai đó hiện tại đã biết cô đã kết hôn liền nhìn không được ở trong lòng oán thầm để một người phụ nữ mang thai tự đi tản bộ uống này uống nọ tên kia không xứng chức ông xã lại càng không xứng chức ba ba bên kia còn có rất nhiều chỗ ngồi cô uyển chuyển cự tuyệt bị mỹ nữ trực tiếp cự tuyệt như thế, không thể tin được mị lực của tôi suy yếu nhanh như vậy, tôi thật sự thấy bị tổn thương. Ông ngực giả vẻ mình vô cùng đau đớn, anh làm tệ phạm cười nắc nẻ. Được rồi, anh vẫn thần thái sáng láng, anh Tuấn bất phàm, không chê còn giúp tôi uống sữa đỡ nhàm chán, xin mời ngồi. Người đàn ông này rất thú vị, ở đây người Hoa rất ít, có thể gặp nhau, cứ coi như duyên phận đi. Có thể ngồi cùng với mỹ nữ thế này, đừng nói sửa cùng, uống nước trắng cũng thấy rất ngọt. Kéo cái ghế giữa anh không khách khí ngồi xuống, đồng thời cũng gọi một ly sữa. Xin chào, tôi tên Trang Nghiêm, Nghiêm trong nghiêm túc. Trang Nghiêm. Rất đặc biệt. Cam, chả quá đặc biệt, em còn tưởng tính từ, định có viết hoa cười mỉm. Ông nội tôi đặt cho. À, tôi tên là Tề Tê Phạm. Tề Phạm. Cũng là ông nội đặt cho, bất quá Phạm này, không phải là Phạm thường ngang. À, hóa ra là tề phạm không tầm thường, rất vui được gặp cô. Tôi cũng rất vui được quen biết anh, Trang Nghiêm không nghiêm túc. Trang Nghiêm nhíu mày, cô gái này, dám lấy tên anh ra nói giỡn. Muốn cùng ly không? Anh cứ vậy bưng ly sữa ngồi chỗ kia, nhìn phong cách của anh, tề phạm nhịn không được cười anh. Đương nhiên, nhưng, phải kính ai đây? À, cứ kính, không tầm thường, và không nghiêm túc, đi. Tề phạm hiếp mắt cười đến sáng lạng. Được, vậy kính không tầm thường cùng không nghiêm túc. Bị đôi mắt cười của cô lung lay, trang nghiêm chớp mắt tim đập mạnh còn loạn nhịp. Ngay lúc này anh cảm thấy, lần này đi New York cũng không tính vô ích. Tuy rằng không có tình cảm ước ác, nhưng nói chuyện phím với thiếu phụ trẻ này hiển nhiên tốt hơn nhiều so với tình một đêm nông cạn kia. Thực xin lỗi, tuy như vậy rất không lễ phép, nhưng cô trông còn rất nhỏ tuổi. Tôi đã trưởng thành chẳng qua là trông giống trẻ con thôi như là biết anh muốn hỏi cái gì tề phàm dành trả lời trước tôi bình thường cũng không phải để ý linh tinh đâu ý thức được mình muốn theo đuổi một người mẹ trẻ tuổi trang nghiêm có chút ảo não thật sự không sao mà không hình tượng ngáp một cái uống ly sữa cô có chút mệt nhọc dây dây chỗ phù trên mặt ánh mắt đã hơi mờ nước cô ngượng ngùng cười cười không nghĩ tới cô sẽ làm động tác tự nhiên như vậy trang nghiêm nhìn đến thất thần nên không tự thức tỉnh được cục cưng của tôi bị anh nhìn đến thẹn thùng rồi này tề phàm vương tây nghịch ngợm lắc lắc trước mắt anh ánh mắt anh không thể che giấu đối với cô mà nói ngoại trừ lạc kỳ bất cứ người nào có ý với cô cô cũng không thể đáp lại thật có lỗi hôm nay thấy mình thật thất thố trang nghiêm cảm thấy có chút không giống mình là tôi thất thố mới đúng nhưng mà tôi đang thật sự mệt mỏi anh không biết chứ thân tôi nhẹ lắm tôi muốn trở về, lần sau gặp lại nhé. Trang nghiêm nuốt lời muốn vọt ra, tôi thử ông một cái xem nặng nhẹ bao nhiêu, nuốt lời xuống, theo lễ đáp lại. Lưu luyến không rời bóng dáng cô, lần sau gặp lại, tê phàm. Nhưng không biết, lần sau rất lâu, tuy Trang nghiêm vẫn mỗi ngày đến này quán ba lộ thiên đó, nhưng đến lúc anh rời khỏi New York, lại không gặp được tề phàm lần nào. Anh nghĩ, có lẽ, cô cũng không ở đó nữa, có lẽ cô đã rời khỏi. Tóm lại, cô cứ như vậy mà biến mất, không lưu lại một tí dấu vết nào. Tất cả tựa như một mộng đẹp, ở trong mộng, anh gặp gỡ một thiên sứ không tầm thường, cái cười, chào mày, đều như khắc trong đầu anh, bỏ đi không được, cho đến rất nhiều năm sau, lại gặp được cô, rung động kia mãnh liệt đến mức anh không thể bỏ qua. Xin con. Ngày đó sau khi trở về đã là chạng vạn, tề phàm cảm thấy đau bụng, trễ một chút lại gặp mây dì trông sợ tới mức lập tức sai người đưa cô đến bệnh viện may mà bà sợ bóng sợ gió chuẩn bị nhưng sau đó bà dì không yên tâm để cho cô một mình ra ngoài bà cứ nghĩ mà có chút sợ sợ vì thế cuộc sống còn lại cô cũng không ra khỏi biệt thự nửa bước chỉ tản bộ ở hoa viên biệt thự mỗi lần đi thì đằng sau cũng có rất nhiều người sợ phiền toái mấy người nên hầu hết thời gian cô chỉ đứng ở trong phòng sáu tháng sau lạc kỳ một lần cũng không có đến gặp cô mỗi ngày cô chỉ ngắm nhìn món đồ vật trên tay hôn sự này là cô cưỡng cầu ngay cả cục cưng trong bụng cũng là cô cưỡng cầu đến cô đã bức anh quá nhiều vẫn không nên hy vọng xa vời cái gì nữa cô không có phương tiện lên mạng cô làm phiền quản gia biệt thự mỗi ngày đi in tin tức của lạc kỳ trên mạng ra cho cô lạc kỳ bị soi mói rất nhiều chuyện xấu không ngừng cô nhẹ đọc lướt qua tin tức tin tài chính hay đi cùng với một hay hai cô người mẫu tin gì anh cũng không cự tuyệt trong đó tuy có báo thêm mắm thêm muối chút nhưng tề phàm cũng rất rõ phương diện này hầu hết là thật anh không ngại người khác chụp anh lại càng không để ý cô có đọc được không không có cô bên cạnh lạc kỳ vẫn như cũ đường làm quan rộng mở bên người có đủ loại mỹ nhân vần quanh tuy rằng cố gắng tự lừa mình nhưng tề phàm hiểu được anh có lẽ sớm đã quên ở bên này còn có một người là cô nhưng cô không có biện pháp hận anh rời khỏi anh Cô vẫn cố gắng mỉm cười, nhẹ tay khẽ vuốt cái bụng đã nhô cao. Cục cưng, con cũng nhớ ba ba đúng không? Mẹ cũng rất nhớ. Con không tức đúng không? Tức ba ba rồi sao anh ta cũng không đến nhìn chúng ta? Không sao, chúng ta hào phóng một chút, không nên trách ba ba được không? Con xem, ba ba công tác rất bận, ba ba không phải không thương chúng ta, lại sẽ càng không quên chúng ta đâu. Dự tính tháng sau sẽ sinh, sử dụng bảo hiểm. Tề Phàm vào bệnh viện ở. Mỗi ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, thân thể gầy yếu cô đứng một lúc xương sống và thắt lưng sẽ đau, cô vẫn kiên trì mỗi ngày đi tản bộ 1-2 giờ. Tề Phàm chọn sinh tự nhiên, cô thiếu cục cưng nhiều lắm, vì nó đau một lần cũng đúng. Vô số người vì cô đến thăm, nhưng ba ba cục cưng, người cô tâm tâm niệm niệm nghĩ đến lại thủy chung không có xuất hiện. Chờ mong, đến thất vọng, tới bây giờ đã là bồi hồi trong tuyệt vọng là kỳ sẽ không đến đây anh đáp ứng chỉ là cho cô một danh phận cái khác bất cứ thứ gì anh cũng sẽ không cho ngay cả cục cưng anh cũng không cần trong điện thoại cô không có cầu anh đến bọn họ không có tình yêu nồng nàn càng không có tình cảm mặn nồng vợ chồng cô rất muốn nghe anh nhẹ nhàng nói chuyện với cô cho dù là lừa cô cũng được anh đối với những người phụ nữ khác đều vậy duy độc cô là lạnh lung vắng vẻ cảm xúc của cô không ổn định ban ngày nói rất ít ban đêm thường trộm khóc. Lúc này, cô không dám cho ba mẹ biết, tất cả chỉ yên lặng chịu đựng. Người ta nói phụ nữ sinh để là cái đau nhất, nhưng phải để trải qua hôn nhân thế này mới biết. Đối với tề phàm mà nói, khó có thể chịu được đau đớn không phải trên thân thể mà là đau đớn trong lòng cô. Buổi sáng vào phòng sinh, cô chịu cơn đau bụng như tra tấn, cục cưng vẫn cục cường không chịu ra. Mồ hôi ẩm ướt toát ra, ít hầu thét lên khàn khàn, xương cốt như bị đập nát trên bàn, Cô cắn nát môi, cầm lấy đệm giường, khóc thét tên Lạc Kỳ. Giờ khắc này, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, cô oán hận anh. Buổi chiều, cục cưng rốt cục cũng sinh ra, y tá chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ, bên tai vang lên tiếng khóc đinh tai nhức óc. Ý thức mơ hồ, cô dãy dụ gọi điện cho Lạc Kỳ. Con trai, ba cân hai, tiếng khóc rất to, rất giống anh. Sau thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh, không thể nghe được Lạc Kỳ đờ đẫn nói với cô cảm ơn. Dập điện thoại, Lạc Kỳ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vẫn không thể tin được, hết thảy là thật, anh có con. Một sinh mệnh nhỏ bé, lớn lên giống anh, lại chỉ có ba cân hai. Anh không thể ức chế nội tâm mừng như điên, cười ra nước mắt. Lập tức gọi trợ lý. Giúp tôi đặt vé đi New York, phải nhanh nhất ý. Giờ khắc này, anh khẩn cấp muốn gặp, cô gái mỗi ngày anh muốn nói nhẹ nhàng trong điện thoại, anh nhớ cô treo điện thoại lại gọi điện cho bà lạc bà lạc kích động khóc không thành tiếng lạc kỳ con đi một chuyến đi con như vậy cẩn thận đừng làm phàm phàm thất vọng bà lạc tận tình khuyên bảo mẹ mẹ không nói con cũng sang đó mà con đã đặt vé rồi đêm nay sẽ bay máy bay hạ cánh anh tới bệnh viện luôn biết được tề phàm sinh tự nhiên anh có chút khiếp sợ con người đến tim còn sợ như tề phàm mà lại có thể vì đứa bé dũng cảm vậy lúc anh đến phòng sinh tề phàm cùng cục cưng đều đang ngủ bà đi đang pha sữa bột cho em bé nhìn thấy anh nhỏ giọng vấn an thiếu gia ngài đã tới lạc kỳ gật gật đầu tiến đến trước giường như cảm giác được có người đến cục cưng tỉnh giấc không khóc chỉ là dùng sức trợn mắt nhìn bà gì nhìn thấy anh nhìn đứa nhỏ với ánh mắt khát khao thì liền ông đứa nhỏ đưa vào tay anh đây là con tôi giọng nói khó nén vui mừng tay cứng lại không dám động đứa bé mềm mềm này là cốt nhục của anh làn da bé nhăn mặt nhăn rất xấu nhưng anh thật sự cảm thấy nó rất giống anh tiểu thiếu da rất ngoan không ầm ĩ không nháo ăn xong thì ngủ nghe lời lắm bà dì lo lắng anh sẽ không ôm tay vẫn không dám rời khỏi quá xa thật không phàm phàm trước đây cũng vậy nhớ tới mẹ đứa nhỏ sự dũng cảm kia làm cho người ta đau lòng đem đứa nhỏ giao lại cho bà dì anh xoay người ngồi lại bên giường tề phàm ngủ thật sự sâu môi mím lại mi mắt cô nhíu lại ở trong mộng cô cũng không thoải mái sao lạc kỳ cô ươm một tiếng đẩy lòng anh mềm nhũn cầm tay cô đang đặt ở bên gối anh đây ngực cứng lại cô đang đợi anh giờ anh mới đến thật muốn giúp cô đánh mình một chút anh hôn nhẹ trán cô một dọc lệ từ khóe mắt tề phàm trào ra tình thương tề phàm tỉnh lại nhìn thấy lạc kỳ oan ức tích tụ nước mắt mới từng giọt từng giọt lăn xuống lạc kỳ ông cô vỗ nhẹ lưng của cô được rồi được rồi đừng khóc em khóc to như vậy là muốn anh chết đuối hay sao đồ trứng thối giờ mới đến anh chết đuối đã khỏe anh chết đuối không phải em thành quả phụ à nhẹ chút chạm vào cái mũi nhỏ của cô Tráng kề tráng cô, đôi mắt dịu dàng đầm thắm Phàm phàm, cảm ơn em Là em phải cảm ơn anh mới đúng Cảm ơn anh đã đến Cảm ơn anh đã cho em thiên ân Cũng cảm ơn anh Cho em từ chết tâm mất hy vọng Có thể lấy lại dũng khí để sống Tề phàm nín khóc, môi chạm lên môi anh Lạc kỳ thực dịu dàng đáp lại cô Bọn họ không phải lần đầu tiên hôn môi Nhưng đây là lần đầu tiên Lạc kỳ trực tiếp đáp lại cô tề Phạm lúc này trong đầu nhảy ra một từ gắn bó như môi với răng tựa như cô cùng lạc kỳ hiện tại có lạc kỳ tề Phạm quả thật thư thái nào uống một ngụm nữa lạc kỳ để thì trước mặt cô à không muốn canh gà không có đủ gia vị muối mắm hương vị là lạ uống nữa cô sẽ ói ra ngoan uống một ngụm nữa thân thể em yếu như vậy dì nói giờ không tẩm bổ tốt về sau sẽ dính bệnh kiên nhẫn dụ dỗ cô tề phàm nghe lời hé miệng lạc kỳ dịu dàng chăm sóc mình như thế trước mắt cho dù là độc dược cô cũng sẽ không chút do dự uống luôn lạc kỳ còn học thay tả cho cục cưng nhìn anh đầu đầy mồ hôi tay chân luôn có việc một loại hạnh phúc khó có thể nói thành lời tràn đầy trong lòng tề phàm âm thầm khẩn cầu với trời cứ như vậy cứ như vậy được thì tốt quá thứ cô muốn thật sự không nhiều cả thế giới cô muốn chỉ là một người lạc kỳ mà thôi ngày vui vẻ luôn đi qua rất nhanh cục cưng còn chưa đầy tháng anh đã về trước lạc kỳ đi rồi cô một mình bế tiểu thiên ân vì chỉ giúp đỡ chút việc vặt tề phàm cảm thấy cô lại quay trở lại lúc mang thai thiên ân như thể lạc kỳ căn bản chưa từng tới đây khoảng thời gian chưa đến một tháng như là ảo giác cô luôn muốn giữ lấy một chút gì đó có thể đoạn trí nhớ kia như là thứ ánh sang mặt trời ấm áp tốt đẹp trong tâm cô nhưng thế nào cũng không cầm được nó Tiểu Thiên Ân đã được 3 tháng, Tề Phạm dẫn bé trở lại Lạc Gia, Lạc Gia từ cao đến thấp đều vì thành viên mới đã tới mà hân hoan nhảy nhót. Ấy nấy mình lại để Tề Phạm một người ở lại, Lạc kỳ thu xếp cho Tề Phạm rất nhiệt tình, ngôn ngữ liếu lo lúc nào cũng quan tâm săn sóc. Tiểu Thiên Ân không uổng công rất mập mạp, mắt to lông mi dày làm mọi người rất thích, hơn nữa rất ngoan, không khóc không nháo. Lạc Kỳ nói, điểm ấy rất giống Tề Phạm trước đây, Tề Phạm lại nói còn giống Lạc Kỳ trước đây hơn. Em nhìn thấy anh trước đây rồi à? Khi đó còn chưa có em đâu. Em thấy ảnh chụp, cũng không có mặc quần áo, Tề Phạm cười tặc hề hề. Nữ lưu manh, Lạc Kỳ véo mũi cười cô. Cười đi, cười cô càng tốt, cô chính là lưu manh đùa dẫn anh đấy. Trác thất cùng khởi linh cũng rất thích thiên ân, tranh nhau cướp đòi làm mẹ nuôi. Hai người mẹ nuôi mới nhiều, sẽ tiết kiệm nhiều thứ hai người vừa cầu xin chán ghét muốn đập anh một trận hai chúng ta không lớn nhưng có thể so với mẹ đứa nhỏ lại lớn hơn đấy trác thất cùng khởi linh lập tức phản bác anh anh tìm ra manh mối nghĩ đi nghĩ lại hẳn là thế liền không lên tiếng chấp nhận thân thể yếu của mình tề phàm vẫn không có sữa cục cưng cũng chỉ uống sữa bột sau đó cô rốt cục có chút sữa cục cưng lại vì thói quen uống sữa bột cho dù cô cho nó ăn nó cũng không chịu ăn Cô trướng ngực rất khó chịu, chỉ có thể dùng dụng cụ vắt sữa cho sữa ra. Lạc Kỳ, đi xã giao về, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn thấy chính là trường hợp thế này. Tề phàm mặc quần áo ở nhà ngồi trên giường, kéo áo xuống, cau mày cầm dụng cụ vắt sữa rút bầu ngực đang đầy sữa. Cục cưng nằm bên cạnh cô mút ngón tay, hai chân dơ lên cao rất vui vẻ. Nhìn quần áo của cô vợ xinh đẹp không chỉnh tề, một cổ nhiệt lưu từ đầu chạy thẳng xuống bụng anh thật sự là càng ngày càng chướng mắt với chính mình, vừa rồi ở cùng bọn chung sắm, chơi rất vui vẻ, cô gái trắng trẻo nhiệt tình hôn lên xương quai xanh anh, sau còn đặt ngực lên trước mặt anh, anh lại không dậy nổi hưng trí, đối phương mặt tái luôn. Giờ tề phàm chả biết cho anh ăn thuốc gì, rõ ràng anh nghĩ sẽ không gặp cô, thì mỗi lần thấy cô, anh đều phản ứng mãnh liệt vậy. Sải chân dài đi đến bên giường, anh cầm lấy dụng cụ trong tay cô. Đang làm gì thế? thanh âm u ám tề phàm hoảng sợ người này đi đường nào mà không có tiếng động anh muốn hù chết em à nhìn vậy còn xem không rõ sao bỏ sữa ra mà anh giúp em dứt lời tay đặt trên tay cô ừm đỏ mặt tề phàm đưa đồ vắt sữa cho anh tiếp nhận đồ cô lại không nói sử dụng thế nào anh dùng một chút lực tề phàm nhịn không được đau hô đau một tiếng đau à anh cả kinh buông tay không, không đau. Anh cứ như vậy nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt mình, mặt cách ngực cô gần như vậy, mũi thở ra nhiệt khí thổi đến làn da của cô, tóc gáy không khỏi dựng đứng. Đây là sữa bỏ ra ngoài mà còn cho Thiên Ân uống à. Thiên Ân không chịu uống đâu, lấy ra xong thì bỏ thôi. Thế không phải rất lãng phí à. Không sao, vì vốn cũng không nhiều. Tuy rằng trướng rất đau, nhưng kỳ thật sữa vẫn ít tới mức đáng thương thứ trân quý như vậy một chút cũng không nên lãng phí. Bỏ bình vắt sữa ra, môi anh đi lên, học bộ dáng trẻ con từng chút hút vào. Lạc kỳ. Tề phàm cả kinh, thân thể như nhũng ra, muốn đẩy vai anh cũng không được, ngã xuống. Phàm phàm, có thể không? Tay đã bắt đầu có hành kiểm xấu, tham nhập vào từ vạt áo, vuốt về phía sau lưng cô. Cục cưng còn ở đây mà. Anh ôm nó lên giường, em ngoan ngoãn chờ anh đấy. Rồi. Giọng nói trầm khàn, bọn họ đã lâu đã không làm. Đặt cục cưng trên giường trẻ, Lạc Kỳ lập tức xoay người dính trên người cô. Môi ở nhẹ nhàng cắn cần cổ cô, cô có chút ngứa lại có chút mê hoặc, không kiên nhẫn quay đầu lại thấy trên xương quai xanh anh có dấu hôn. Buộc mình không cần nhìn, nhưng ánh mắt vẫn là quản không được, càng nhìn càng khó chịu, lại không thể cưỡng chế nhìn lại đó một lần. Lạc Kỳ bất mãn cô không chuyên tâm, dùng sức cắn cô một cái tiện đà khiêu khích càng thêm ra sức. Anh biết rõ nơi tề phàm mẫn cảm, dây lát cô thở hồng hộc, hướng anh bắt đầu. Rút bỏ trói buộc trên người hai người, chỗ trống tình cảm cần được lấp đầy lâu lắm rồi, anh muốn tưởng niệm từng tất da thịt của cô. Ngón tay ở trên người cô mỗi động tác lại lưu luyến lại không rơi vào ngõ cục, thân thể của anh đối với thân thể mà anh yêu mến kịch liệt mà rất nhiệt tình đáp lại. Cô luôn làm cho anh rất dễ dàng động tình, làm cho anh có cảm giác rất thành tựu. Cô giống như thiên sứ nhưng cũng giống ma quỷ, hấp dẫn anh, mị hoặc anh. Có khi anh không hiểu, cô kỳ thật không có gì bất đồng với những cô gái anh đã gặp, xinh đẹp, gợi cảm, nhiệt tình. Có lẽ ở cô có một loại ma lực làm cho người ta kháng cự cũng không được. Cảm giác này giống như là tâm động làm cho người ta trở tay không kịp. Không, không nên thế này, cô không giữ quy tắc nên mới hại dược với anh, trên đời này, ngoại trừ tương hân không có người nào có thể làm cho anh động tâm. Nhưng mà, anh lại càng ngày càng để ý, không rõ cảm giác này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Không muốn và muốn, tùy ý thân thể bị cảm giác chi phối, anh chôn sâu ở trong cơ thể cô, lần lượt dò hỏi nơi mềm mại kia, tới chỗ sâu nhất, ra ra vào vào, liên tiếp tạo ra luồng nóng bỏng. Mà trên thân anh, dấu vết không chút nào kiên kỵ hiện ra trước mắt cô, tề phạm căm giận ông chầm anh, dùng sức cắn lên bờ vai của anh, người đàn ông này, sao có thể tàn nhẫn thế dám mang dấu vết của người khác tới khi dễ cô nước mắt như mưa nhưng lại khóc không thành tiếng làm xong tất cả lại trở về yên tĩnh lạc kỳ ghé vào trên người cô ép làm cô khó thở anh còn đang ở trong cơ thể cô không có lui ra ngoài cô cũng không đẩy anh ra chỉ có thời điểm như vậy cô mới được ông lạc kỳ tay xoa ngực trái của anh nơi đó dội lên từng nhịp mạnh mẽ cô nghe được rất rõ nơi đó không có mình mỹ nhân tâm kế Một hồi mây mưa qua đi là kỳ nặng nề ngủ ở bên cạnh cô Tề phàm thì không một chút buồn ngủ Cô thương anh Không thể nghi ngờ Cô tự hiểu được lòng mình Chỉ là cô dùng biện pháp ngu ngốc nhất giữ anh lại bên người Thứ cô muốn đơn giản Nhưng cũng rất khó Về nước Tề phàm ở trong nhà Cục cưng được ông bà lạc và dì chăm sóc Cô rảnh rỗi tay chân Chỉ thỉnh thoảng phải ông bé đi dạo trong hoa viên Hoặc là ngủ trưa cùng bé Thời gian còn lại, cô không có việc gì mà hầu hết thời gian cô chỉ có ngẩn người. Cuộc sống của cô không nên như vậy, cô mới 19 tuổi. Như vậy cô hoàn toàn không được Lạc Kỳ đáp lại. Cô phải là người đầu tiên nhìn thấy thế giới trong Lạc Kỳ, cũng là người đầu tiên cho Lạc Kỳ biết cô cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Lạc Kỳ nổi giận đùng đùng vào phòng, ném một tập văn kiện hết sức lên mặt bàn, Tệ Phàm đang ru cho thiên ân ngủ, bị anh làm hoảng sợ. Anh làm gì thế? Tề Phạm kêu to, cô biết trong tay anh là gì, cô muốn chọc giận anh thì sao? Anh làm gì, anh mới phải hỏi em làm gì đấy. Hợp đồng này ký khi nào, sao anh không biết? Ký hôm qua, em ký với cô ấy, anh có ý kiến à? Nghe thấy tiếng cãi nhau, ông bà Lạc chậm rãi xuống lâu. Ba, chuyện lớn như vậy, vì sao ba không thương lượng với con một chút chứ? Lạc Kỳ nói chuyện với ba, quay lại trừng mắt với Tề Phạm nhất định là cô dở trò quỷ, chẳng lẽ đây là mục đích cô muốn gả cho anh? Công ty của tôi ký hợp đồng với nghệ sĩ, tôi còn phải xin phép anh, chắc tôi phải đánh một bản báo cáo cho anh rồi đợi anh phê duyệt nữa nhỉ? Bà, bà biết không phải con có ý đó. Vậy ý của anh là gì? Tề phàm giờ không nên ra ngoài làm việc, càng không thích hợp làm nghệ sĩ. Hơn nữa, cô ra ngoài làm việc, thiên ân làm sao bây giờ? Thiên ân có chúng tôi chăm sóc, hai người không cần quan tâm. Con bé còn trẻ tuổi vậy, tương lai có tiềm năng nữa, không thể vì gia đình mà mệt được. Bà Lạc cũng đi theo hát đệm, Lạc Kỳ tức giận phải tay áo bỏ đi, nhưng không nói chuyện với Tề Phạm đang nhìn bóng dáng anh, biểu tình trên mặt cũng không rõ là ý gì. Phạm Phạm, không cần để ý đến nó, tính tình của nó vậy đấy. Thằng tiểu tử xấu xa đó, sớm muộn gì ba cũng đánh cho nó thức tỉnh mới thôi. Ông Lạc ngồi xuống, tức giận ngút trời ba ba đừng kích động yên tâm ạ à, con sẽ thử nói chuyện lại với anh ấy lần này hai người giúp con lớn vậy con sẽ không làm hai người thất vọng con không có việc gì thì chúng ta an tâm rồi bà lạc đau lòng vỗ vỗ đầu cô tề phàm cười đưa hai người trở về phòng không ngoài tề phàm dự liệu không đến ba phút đã nhận được điện thoại của lạc kỳ tề phàm em cứ đi đi em thật giỏi diễn xuất một dáng vẻ nặng tình vậy nói cái gì mà yêu anh cái gì mà thiên địa chứng giám, trời trăng chứng giám, kết quả em cũng chỉ là loại đàn bà ham hố hư vinh. Lạc kỳ, anh nói lời này có ý gì vậy? Tề phàm giọng nói mềm mại bất khả tư nghị, tâm lạc kỳ nổi lên gợn sóng. Anh tức giận tay nắm chặt quyền, cô gái chết tiệt này. Anh có ý gì trong lòng em rất rõ. Được, nếu đây là thứ em muốn, lạc kỳ anh cũng không keo kiệt với đàn bà. Danh, lợi, anh đều có thể cho, đối với em, anh càng hẳn là hào phóng một chút mới đúng. Em đây thật phải cảm ơn Lạc tổng hào phóng, thứ em muốn không nhiều lắm, một kế hoạch hoàn hảo, một tài xế, đây chắc dễ làm được thôi. Hơn nữa, em sẽ về nhà. Lạc Kỳ cứng lại, hóa ra cô đã sớm an bài tốt tất cả. Người đại diện và lái xe cũng không có vấn đề gì, bất quá, em quay về nhà là có ý gì? Hiệp ước đã viết rõ, em phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ. Giờ em muốn chuyển ra ngoài Là muốn ly hôn sao Ý cô là Mục đích đã đạt được Muốn vứt anh đi Anh là người thế nào chứ Sao có thể bị cô dễ dàng đùa bỡn vậy Lạc kỳ Em yêu anh như vậy Nào có thể ly hôn Anh đã quên sao Chúng ta có ký ước trước đây Anh và em là bí mật kết hôn Em mà còn ở tại trong nhà Ác sẽ lộ Như vậy Đối với ba mẹ cùng thiên ân Cũng không tốt Nhà của em Anh cũng không phải chưa từng tới Chúng ta ở nơi nào, không phải đều vui vẻ à. Tệ phàm cười thầm, lạc kỳ, thức ăn dân tận mặt, anh chỉ thấy ác phải vậy. Giờ muốn ăn mà không thể anh mới học được thế nào là quý trọng. Hiệp ước đó là anh nghĩ, không cần em nhắc nhở. Nói dễ nghe vậy, anh nghĩ, thứ em sợ nhất, không phải thiên ân bị thương tổn, mà là tiền đồ của em bị hương tổn nhỉ. Thiên ân thật sự là đáng thương, đầu tiên là bị em lợi dụng, sau còn bị em vứt bỏ. Tề Phạm, thật sự em có tâm ư? Tùy anh nói thế nào cũng được, yêu cầu của em, có làm không? Lời nói của anh chạm tới chỗ đau của cô. Nhưng hiện tại, không phải thời điểm để so đo. Người đại diện sẽ an bài tốt, anh cũng sẽ mau chóng an bài công việc cho em. Em chỉ biết, là kỳ của em, làm việc sẽ không ước ác bẩn thiểu đâu. Tiếng trọng điện thoại săn sóc, tề phàm thắng lợi mỉm cười, anh hình như rất tức giận ngã thân thể xuống, che miệng, cười không ngừng, cô không ngừng tán dương, con người thuộc về Lạc Kỳ, là chị ý đấy, kiểu tự sướng. Lạc Kỳ quả nhiên nói được thì làm được, hiệu suất mau kinh người, một tuần sau, tất cả từng bước chuẩn bị sẵn sàng. Đại diện của Tề Phạm, tên Hàng Phi, Tề Phạm còn không phải không hiểu biết, nhưng có thể xác định là, anh ta phi thường phi thường không thích mình. Tiểu thư, cô muốn làm tôi đến chết à? Giờ là mấy giờ rồi? cô còn chưa trang điểm xong tôi xin cô đấy nhanh chút đi chúng ta phải đến trường quay đi chậm đạo diễn sẽ mắng đấy tiểu thư cô bị sao thế khóc diễn mà mắt cô sưng to vậy hóa trang đâu không thấy cô ấy bị hóa trang thành gì à mau làm lại anh chẳng những không thích cô hình như cũng không thích kiểu công việc này anh thường ngồi một mình cãi nhau với nhân viên người đại diện không nên như vậy đây là đánh giá của Tề Phạm sau hai tuần làm việc. Người nọ là Lạc Kỳ cố ý tìm đến chỉnh cô sao? Vai diễn đầu tiên của Tề Phạm là một cô vợ trong cổ trang. Đã là diễn với nam vai phản diện, lại là vợ bé, ngón tay có thêm cả ngón chân, Tề Phạm cũng không thể sắc bén vậy được. Bất quá, làm việc phải tâm huyết, đây là nguyên tắc của cô, nắm đúng chỗ tâm lý nhân vật, tình cảm chút, như thể hai người là một. Khi cô diễn xong, đạo diễn cũng khen cô. Những diễn viên khác mà giống cô, chúng tôi quay phim cũng thoải mái không ít. Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng. Tề Phạm mặt mỉm cười, "Hoàng Mỹ, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác." Tôi cũng rất chờ mong. Cùng đạo diễn gật đầu thăm hỏi, lại tạm biệt các diễn viên khác, tuy cô chỉ là diễn viên quần chúng, nhưng cô vẫn cảm thấy, khởi đầu thế này cũng không tồi. Về nhà đã là khuya, tự giúp mình bật đèn, ném thân thể đau nhức vào sofa. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi Đã chuyển tới nơi này nửa tháng Ban đêm tỉnh lại Vẫn rất mờ mịt Không nhớ rõ làm sao có thể ở trong này Tuy nói cô hiện giờ là nghệ sĩ được tán dương Vào công ty nửa tháng Nhưng ngay cả bóng dáng lạc kỳ còn chưa nhìn qua Bọn họ hình thức ở chung tự như hai người xa lạ Cũng không xuất hiện trong cuộc sống của nhau Trong công ty có rất nhiều phụ nữ Đều có tiếng mờ ám với lạc kỳ Trong đó tranh đấu gây gắt tự nhiên là điều không thể miễn cô vào qua tổng giám đốc tự dưng sẽ có xa lánh và nghi kỵ. Bất quá, hơn nửa tháng, báo chí không có đưa tin tề phàm, Lạc Kỳ còn đang ôm ấp một nữ minh tinh, liên tiếp xuất hiện ở trên tin giải trí. Mọi người đều cảm thấy, có lẽ, cô chẳng qua là tiểu nhân vật diễn xiết, căn bản không cần quá để ý. Cho nên, ngoại trừ hàng phi đáng tán dương, cô không còn bị ai nói nữa. Tất cả điều này cô đã đoán được, chỉ là cô không có đoán trước được cô lại nhớ Lạc Kỳ điên cuồng vậy. Lạc Kỳ, lúc anh một mình, có nhớ đến em chút nào không? Mờ mờ giờ mờ năm ép, lát cô thở hồng hộc, hướng anh bắt đầu. Rút bỏ trói buộc trên người hai người, chỗ trống tình cảm cần được lấp đầy lâu lắm rồi, anh muốn tưởng niệm từng tấc da thịt của cô. Ngón tay ở trên người cô mỗi động tác lại lưu luyến lại không rơi vào ngõ cục, thân thể của anh đối với thân thể mà anh yêu mến kịch liệt mà rất nhiệt tình đáp lại cô luôn làm cho anh rất dễ dàng động tình làm cho anh có cảm giác rất thành tựu cô giống như thiên sứ nhưng cũng giống ma quỷ hấp dẫn anh mị hoặc anh có khi anh không hiểu cô kỳ thật không có gì bất đồng với những cô gái anh đã gặp xinh đẹp gợi cảm nhiệt tình có lẽ ở cô có một loại ma lực làm cho người ta kháng cự cũng không được cảm giác này giống như là tâm động làm cho người ta trở tay không kịp không không nên thế này cô không giữ quy tắc nên mới hạ dược với anh trên đời này ngoại trừ tương hân không có người nào có thể làm cho anh động tâm nhưng mà anh lại càng ngày càng để ý không rõ cảm giác này rốt cuộc đại biểu cho cái gì không muốn và muốn tùy ý thân thể bị cảm giác chi phối anh chôn sâu ở trong cơ thể cô lần lượt dò hỏi nơi mềm mại kia tới chỗ sâu nhất ra ra vào vào liên tiếp tạo ra luồng nóng bỏng mà trên thân anh dấu vết không chút nào kiên kỵ hiện ra trước mắt cô tề phàm căm giận ông chầm anh dùng sức cắn lên bờ vai của anh người đàn ông này sao có thể tàn nhẫn thế dám mang dấu vết của người khác tới khi dễ cô nước mắt như mưa nhưng lại khóc không thành tiếng làm xong tất cả lại trở về yên tĩnh lạc kỳ ghé vào trên người cô ép làm cô khó thở anh còn đang ở trong cơ thể cô không có lui ra ngoài cô cũng không đẩy anh ra chỉ có thời điểm như vậy cô mới được ông lạc kỳ tay xoa ngực trái của anh nơi đó dội lên từng nhịp mạnh mẽ cô nghe được rất rõ nơi đó không có mình họa là từ miệng mà ra ký hợp đồng xong tuy công việc không phải bay tới bay lui chân không chạm đất nhưng cũng một khắc không thể nhàn rỗi dù là chỉ là vai nhỏ thời gian không nhiều quan trọng nhất phải là cái mặt mà là người mới khắp nơi đều phải cẩn thận hơi có sai lầm nhẹ thì bị người xem thường nặng thì bị phán nóc cao may là dù hàng phi không thích cô nhưng trong công việc vẫn rất nghiêm túc, chỉ là vẫn chưa hiểu nhau lắm. Trước cứ nghĩ làm ngôi sao phải trong sạch thanh cao, dân giải trí phải thỏa mãn cho chính mình, giờ mới biết được, cái giá phải trả mà quan hệ không thành là phải quan hệ trực tiếp. Mà càng lún sâu, quan hệ thì phi cũng nhiều hơn. Tề Phạm không nghĩ tới, tin đầu tiên của cô là dính phát ảnh cô văn nước miếng. Sự tình phát sinh trong một buổi tiệc từ thiện. Đối với việc từ thiện, Tề Phạm vẫn rất thích tích cực tham dự, cô cảm thấy vừa công việc vừa từ thiện, rất có ý nghĩa. Tuy không thể giống đại nhân vung tiền như rác, nhưng cũng chỉ có thể góp chút sức lực. Huống hồ, cái này vốn chính là tâm sức. Có người quyên năm vạn, có người quyên 100 vạn, nhìn qua dường như quyên 100 vạn là nhiều. Nhưng kỳ thật, người quyên năm vạn, bản thân chỉ có 10 vạn, anh ta hy sinh một nửa, người quyên 100 vạn, nhưng bản thân lại có hàng triệu, người nói anh ta quyên ít, cho nên tề phàm cảm thấy từ không từ thiện không phải dựa vào định nghĩa ít hay nhiều lời này cô nói làm hàng phi cũng không nể tình biểu môi tề phàm không biết hàng phi sao không đợi mình nhưng cô dồn tiền dồn tâm lực cô có cảm thấy anh ta kỳ thật có để tâm tới mình và thực thì hôm nay cô rất vui vẻ cô làm điều này coi như là đi diễn một vai đi dường như thu xếp đã xong cô đi xe với hàng phi tới hiện trường tề phàm mặc một bộ lễ phục màu bạc cùng màu với chiếc túi và đôi giày nhã nhặn, tóc vấn tự do, cười nhẹ nhàng mà không mất trang trọng. Đồ trang sức trang nhã, khuôn mặt minh diễm động lòng người, xinh đẹp sắc nét không gì có thể so sánh, thật làm cho người ta phải than thở, tuổi trẻ vô địch. Nhưng Hàng Phi lại cười cô rất nhiều, cô cao một M65 không gọi là cao, nhưng chỉ đi một đôi giày bệt, hay là cô sợ nhiều người nhắm đến cô. Nào có ngôi sao nữ nào tham dự tiệc tối nay đi giày bệt đâu. Ai cũng nói, tham dự hoạt động, ngôi sao đi công ích vì nhìn mặt đặt tiền. Ai chả hy vọng mình bị chụp vào đúng hình ảnh đang đẹp nhất. Chỉ tiếc trèn sắt không thành thép, hàng phi không để ý cô nữa. Tề Phạm hiển nhiên đã đoán được anh ta sẽ cười đôi giày mình, cô chỉ mặt lạnh mỉm cười với anh. Cùng Tề Phạm vào bàn là một ông chủ hàng đồ điện, Tề Phạm lúc trước đã cố ý lên mạng tra chiều cao anh ta nên không đi giày cao gót là sợ đến lúc đó anh ta xấu hổ sẽ không tốt, lời này cô không nói với Hàng Phi, vì cô cảm thấy anh cũng không có hứng thú muốn biết hơn nữa xem ra hàng phi hiển nhiên bất mãn với cô khi cô thấu hiểu người vậy cô hôm nay không muốn chọc tới anh anh bùng nổ rất dọa người tiệc tối buổi từ thiện cử hành ở nhà hàng người tham dự rất nhiều hội trường bố trí cũng rất đẹp tề phàm lần đầu tiên tham dự trường hợp như vậy sợ hãi gặp lỗi đi hết thảm đỏ với ông tổng giám đốc đó vẫn gắt gao đi theo hàng phi đêm đó tề phàm quyên một đôi giày lv là mẹ cô mua cho cô, hoạt động này hơi bất ngờ, cô nhất thời không thể tưởng được có cái gì thích hợp, đành phải lấy nó ra ứng phó. Cuối cùng thành giao giá 3 vạn 6, so với giá gốc còn gấp hơn 5 lần, cô cảm thấy rất vui vẻ. Tiệc tối rồi hoạt động sau cũng rất thoải mái, mọi người vui chơi giải trí, trao đổi cảm tình. Hàng Phi giúp hai người cầm một ly sâm banh, phàm phàm cũng không cảm kích than thở. Rõ ràng còn có rượu cốc tai, sao lại uống cái này, tôi ghét nhất hương vị này. Tiểu thư, buổi sáng ngày mai cô muốn bị đuổi tới tổ quay phim à, cô có biết tôi sợ cô nhất là cái gì không? Ánh mắt. Tôi sợ nhất là ánh mắt của cô. Thế nhưng không có ngày nào là mắt không sưng. Buổi tối nào cô cũng phải đi làm tạc sao? Hàng phi đè thấp thanh âm trống cô, cô nghịch ngợm le lưỡi, sao anh đốt lửa nổ bom thế nhỉ? Cô cũng không muốn ngày nào mắt cũng sưng, nhưng mỗi đêm nhớ lạc kỳ, nhớ thiên ân liền khống chế không được rơi nước mắt cô nào có biện pháp nào nhưng cô không thể nói với hàng phi điều này cô nghẹn sắp chết rồi đành phải xoay người nhìn xem có cái gì có thể ăn không loại đồ ăn tự lấy này cô không thích lắm lạnh như băng đến vị cũng đặc biệt khó chịu ai biết xoay người có chút nhanh không cẩn thận đụng vào người ly rượu trong tay cứ như vậy hắt vào đối phương à đối phương thét chói tai cô sợ tới mức vừa giúp cô ta lấy khăn vừa cúi đầu vội vàng xin lỗi thực xin lỗi Thực xin lỗi Tôi thật là không cẩn thận Thật sự thật xin lỗi Vừa nhấc đầu mới thoáng yên tâm Hóa ra là đồng môn Đối phương cũng là diễn viên được tán dương Đồ gia yêu Nếu mọi người là người một nhà Có chuyện gì đâu Đồ gia yêu cô biết Nghe nói kỳ thật cô mới đi làm không gọi tên này Sau lại tục truyền là vì có quan hệ ái muội với lạc kỳ Nên sửa thành tên này Tuyên bố với người ngoài là cô tán dương tình yêu Bất quá Tề phạm xem ra là muốn biểu đạt với lạc kỳ nhiệt tình yêu thương còn nhiều lắm cô gái này vì bộ dạng xinh đẹp thường diễn nữ tử phong trần kẻ thứ ba vô lương tâm nên tranh luận về vai diễn vì thời gian lâu cũng là có chút danh tiếng là cô à đối phương hiển nhiên cũng nhận ra cô trong giọng nói mang theo khinh thường tiểu thư cô có biết quần áo này là được tặng cô đi đường nào mà không cẩn thận thế trợ lý đồ gia yêu cũng cả bộ vú lấp miệng em tề phàm thầm nghĩ Quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã Đồ gia yêu không làm cho người ta thích được Ngay cả trợ lý của ả cũng là người đáng ghét Tề phàm cảm thấy do mình không đúng trước Huống hồ không muốn vì việc nhỏ này mà mất hòa khí Nên nuốt xuống lời bực tức Nhẹ nhàng mỉm cười Ôi ngượng quá Là tôi không tốt Thế này đi Quần áo này bao nhiêu tiền Tôi sẽ đền Cô nghĩ rất đơn giản Tự mình gây họa Đương nhiên muốn tự mình phụ trách Cho dù cái quần áo này làm cô phá sản Cô cũng bán nhà đi đền Cô cho tôi là loại người nào chứ Quần áo cần cô đền Cô không hiểu chuyện Thật đúng là người hàng phi mang theo giống hàng phi vậy Xem thường người Sớm biết hôm nay thế Danh tiếng trước đây Vẽ thanh cao Giờ còn không phải vì tiền nên cam nguyện Ở lại bên người mới của lạc Lời này sao tự dưng lại chuyển sang hàng phi Tề phàm mặc dù không rõ phương diện này lắm Nhưng nghe họ đồ nói hàng phi tự nhiên lạnh mặt liền thầm đoán này hai người có lẽ là có cái gì đó không thoải mái Hàng phi tuy rằng biểu tình khó coi nhưng vẫn khách khí có lễ xin lỗi hy vọng đem việc nhỏ hóa không ai ngờ đối phương để ý không buông tha càng nói càng khó nghe ngay cả lời thô tục chó cũng nói ra hàn phi lại vẫn chỉ cười tề phàm hiểu được anh đây là vì mình mà nghĩ còn chưa lấy lông được tiền bối lại là đồng môn lời này nếu truyền đi ra ngoài đâu có dễ nghe tề phàm chính là tính tình kiểu này cô chịu ủy khuất về mình thế nào cũng được nhưng bắt nạt người của cô một sợi tóc cũng không được khóe miệng nhất thời dương lên cười đến thiên kiều bá mị rất đẹp chị gia yêu à lời vừa nói của chị sai rồi em ý mà trời sinh chính là không hiểu chuyện như vậy đây cũng không phải do anh hàng dạy nhưng mà chị vẫn có câu đúng anh hàng ý mà thật sự chỉ thích hợp dạy người mới thôi ngây ngô không lịch giờ giấc hẳn hoi nếu mà tầm tuổi giống chị, chỉ sợ anh ý làm không nổi đâu a. À. Đồ gia yêu mặt đầu tiên là cười lạnh sau là nhíu mày cuối cùng là tức giận ngút trời, ngay cả cô trợ lý một bên cũng tức giận đến mức mũi phì hơi nước. Còn nữa à, nếu chị thật sự không có lễ phục dạ hội, có thể nói với em, đồ của em đương nhiên không hợp với chị, nhưng quần áo mẹ em nhất định hợp cho chị mặc. Không cần tổng tài nào đó tặng rồi đem đi tân bốc đâu. Người xem náo nhiệt nhiều lên, Tề Phạm thấy thế, ném một câu cuối cùng làm cho độ gia yêu đứng sững nhìn hàng phi kiêu ngạo rời đi. MS, giờ 82 a giờ, Sa cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng. Tề Phạm mặt mỉm cười, hoàng mỹ. Hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Tôi cũng rất chờ mong. Cùng đạo diễn gật đầu thăm hỏi, lại tạm biệt các diễn viên khác, tuy cô chỉ là diễn viên quần chúng, nhưng cô vẫn cảm thấy khởi đầu thế này cũng không tồi. Về nhà đã là khuya, tự giúp mình bật đèn, ném thân thể đau nhức vào sofa, cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Đã chuyển tới nơi này nửa tháng, ban đêm tỉnh lại, vẫn rất mờ mịt, không nhớ rõ làm sao có thể ở trong này. Tuy nói cô hiện giờ là nghệ sĩ được tán dương, vào công ty nửa tháng, nhưng ngay cả bóng dáng lạc kỳ còn chưa nhìn qua. Bọn họ hình thức ở chung tự như hai người xa lạ, cũng không xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Trong công ty có rất nhiều phụ nữ, đều có tiếng mờ ám với lạc kỳ, trong đó tranh đấu gây gắt tự nhiên là điều không thể miễn. Cô vào qua tổng giám đốc tự dưng sẽ có xa lánh và nghi kỵ. Bất quá, hơn nửa tháng, báo chí không có đưa tin tề phàm, lạc kỳ còn đang ôm ấp một nữ minh tinh, liên tiếp xuất hiện ở trên tin giải trí. Mọi người đều cảm thấy, có lẽ, cô chẳng qua là tiểu nhân vật diễn xiết, căn bản không cần quá để ý. Cho nên, ngoại trừ hàng phi đáng tán dương, cô không còn bị ai nói nữa. Tất cả điều này cô đã đoán được, chỉ là cô không có đoán trước được, cô lại nhớ Lạc Kỳ điên cùng vậy. Lạc Kỳ, lúc anh một mình, có nhớ đến em chút nào không? Mờ mờ giờ mờ năm ép, lát cô thở hồng hộc, hướng anh bắt đầu. Rút bỏ trói buộc trên người hai người, chỗ trống tình cảm cần được lấp đầy lâu lắm rồi, anh muốn tưởng niệm từng tấc da thịt của cô. Ngón tay ở trên người cô mỗi động tác lại lưu luyến lại không rơi vào ngõ cục, thân thể của anh đối với thân thể mà anh yêu mến kịch liệt mà rất nhiệt tình đáp lại cô luôn làm cho anh rất dễ dàng động tình làm cho anh có cảm giác rất thành tựu cô giống như thiên sứ nhưng cũng giống ma quỷ hấp dẫn anh mị hoặc anh có khi anh không hiểu cô kỳ thật không có gì bất đồng với những cô gái anh đã gặp xinh đẹp gợi cảm nhiệt tình có lẽ ở cô có một loại ma lực làm cho người ta kháng cự cũng không được cảm giác này giống như là tâm động làm cho người ta trở tay không kịp không không nên thế này cô không giữ quy tắc nên mới hạ dược với anh trên đời này ngoại trừ tương hân không có người nào có thể làm cho anh động tâm nhưng mà anh lại càng ngày càng để ý không rõ cảm giác này rút cuộc đại biểu cho cái gì không muốn và muốn tùy ý thân thể bị cảm giác chi phối anh chôn sâu ở trong cơ thể cô lần lượt dò hỏi nơi mềm mại kia tới chỗ sâu nhất ra ra vào vào liên tiếp tạo ra luồng nóng bỏng mà trên thân anh, dấu vết không chút nào kiên kỵ hiện ra trước mắt cô. Tề phạm căm giận ông chầm anh, dùng sức cắn lên bờ vai của anh. Người đàn ông này, sao có thể tàn nhẫn thế, dám mang dấu vết của người khác tới khi dễ cô. Nước mắt như mưa, nhưng lại khóc không thành tiếng. Làm xong, tất cả lại trở về yên tĩnh, lạc kỳ ghé vào trên người cô, ép làm cô khó thở. Anh còn đang ở trong cơ thể cô, không có lui ra ngoài, cô cũng không đẩy anh ra, chỉ có thời điểm như vậy cô mới được ông lạc kỳ tay xoa ngực trái của anh nơi đó dội lên từng nhịp mạnh mẽ cô nghe được rất rõ nơi đó không có mình người bạn chân chính kéo hàng phi ra ngoài gió lạnh thổi qua tề phạm run run hàng phi cảm thán khoác áo lên người tề phạm tề phạm có chút kinh ngạc vui vẻ lên xe hàng phi có chuyện cần nói anh nên tức giận tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này đêm nay tùy hứng chọc phải phiền toái lớn anh nhận ra đám vừa rồi xem náo nhiệt hầu hết là phóng viên giờ lại nhìn dáng vẻ cô cắn môi vô thố lời cách cứ cũng không nói ra được anh sao có thể không nhìn ra cô là vì mình nên mới xuất đầu lộ diện cô thật sự có ý tốt bị người ta nói thành như vậy cũng không tức giận vậy mà đồ gia yêu chỉ nói anh một câu cô đã tức giận đến không kìm nén kiểu gì cũng phải ăn miếng trả miếng thậm chí còn muốn gấp đôi cô như vậy làm cho anh có loại cảm giác trong lòng không nói lên lời anh với đồ gia yêu kỳ thật không có chuyện gì nhiều khi đó đồ gia yêu mới ra mắt không lâu ngoại hình xinh đẹp bất quá không có hành động gì diễn xuất cũng không hay tính tình không dịu dàng cũng chẳng ôn hòa anh lúc ấy cũng tính có chút danh tiếng cô ta muốn dựa vào hơi này nhưng mà anh lại không có đáp ứng sau đó cô ra giá rất cao cũng bị anh nghĩa khí từ chối hai người bởi vì chuyện này mà kết thù cô xem anh rất là chướng mắt vài năm gần đây anh kỳ thật đã không muốn làm người đại diện nữa lần này khi chơi với người bạn đang được tán dương biết anh cần tiền nên đề cử anh với lạc kỳ người bạn kia nói cho anh anh chỉ làm cho một người mới không cần anh quản cái gì công ty sẽ tự có an bài anh đoán này cô gái này hoặc là có hậu phương hoặc là đi đường tắt nếu cái gì cũng không cần anh quản anh phải mừng rỡ thoải mái vì không phải trả giá một chút tâm lực với cô đừng nói là trù tính kỳ thật anh chỉ như là trợ lý hơn nữa từ khi biết này cô gái này không đơn giản như vậy anh đối với cô luôn kính trọng mà không gần gũi trải qua khoảng thời gian ở chung anh cảm thấy cô gái này không phức tạp giống như anh nghĩ làm việc tâm huyết thậm chí còn có chút chuyên nghiệp khó tin sinh hoạt cá nhân của cô sạch sẽ đến nhàm chán làm cho anh cảm thấy có chút buồn đây không phải cuộc sống của một cô bé 19 tuổi, giống cuộc sống bà già 90 tuổi thì hơn. Mà nay, cô lại một lần nữa làm cho anh nhìn với cặp mắt khác xưa. Thân hình nho nhỏ, mà bộc phát ra lực lớn vậy, vậy nhưng nó làm cho anh cảm thấy cô đang bảo vệ anh. Anh rất muốn khen ngợi cô bạn chí cốt đầy nghĩa khí này. Nhưng, ở đây trong cái vòng luẩn quẩn này, cô nghĩa khí như vậy quả thực không lý trí, thậm chí còn có khả năng chặt đứt đường danh vọng cô sau này thấy Hàng Phi ngồi bên kia thật lâu, không ra khỏi xe cũng không ra tiếng, tề phàm thật cẩn thận mở miệng. Anh Hàng, em biết sai rồi. Cô sai thế nào? Em không nên nhất thời mau miệng, đắc tội với ả họ đồ đó, về sau sợ em với cô ta sẽ không đội trời chung, lần này bởi vì em không hiểu chuyện, cũng liên lụy đến anh. Cô bé ngốc này, vì anh mà đắc tội với người, còn chủ động nhận sai. Thế làm sao bây giờ đây? Ai bảo hai ta trên một chiếc thuyền chứ Nếu về sau cô ta gây khó dễ cho chúng ta thì Em sẽ về báo cáo ngay với anh Không đợi Hàng Phi nói xong Tề Phạm Huy Huy nắm đấm đầy căm phẫn chen vào nói Hàng Phi trừng cô Liền lập tức không nghĩa khí lùi về Quên đi Tôi sẽ nghĩ biện pháp Tránh ảnh hưởng xấu nhất Quan trọng nhất là không thể ảnh hưởng đến hình tượng của cô Cũng vì anh gây họa Làm sao có thể một mình trốn đi được Thật xin lỗi Tề Phạm mím môi, mày mặt nhăn nhanh, cô như lại gây phiền toái lớn cho anh. Tề Phạm. Trầm mặt sau một lúc lâu, Hàng Phi đột nhiên kêu cô. Dạ. Cô có biết hoặc là nói được quan hệ giữa quản lý và diễn viên của anh ta không? Ha ha, em chỉ biết hẳn không phải giống hai ta. Kỳ thật cô vẫn cảm thấy, người đại diện cùng nghệ sĩ hẳn là nước lên thì cùng đi thuyền, nhưng trước mặt anh, cô không dám nói. Đúng vậy, xác thực chúng ta không như vậy kỳ thật cô rất thông minh con người cũng rất thông minh nhưng tính cách của cô thật sự không thích hợp trong vòng luẩn quẩn này vâng em cũng biết tệ phàm cúi đầu thở dài cô muốn làm diễn viên cho nên cố gắng học học viện điện ảnh cô yêu lạc kỳ cho nên liên hợp với cha mẹ chồng vào gia thượng giờ hình như cô đã làm hỏng tất cả giờ biết cũng đã muộn vào được lại khó ra đi nếu vào được em sẽ không nghĩ tới muốn ra ngoài em chính là muốn thử một lần thành công cũng được thất bại cũng được tóm lại là không phải tiếc nuối dáng vẻ tề phạm lộ ra biểu tình coi cái chết nhẹ tựa lông hồng hàng phi nhìn mà bật cười có phải tôi từ trước tới giờ rất nghiêm túc nên dọa đến cô cô có vẻ rất sợ tôi bất quá tôi cũng vừa nhận thức được tính tình cô cũng rất ghê gớm em không phải sợ anh mà là tôn trọng anh anh vì em đổi mới hoàn toàn hình ảnh giống như người bảo mẫu em đặc biệt cảm ơn anh hơn nữa cô ấy nói anh như vậy cũng bởi vì em nên anh mới phải nuốt cơn tức vậy muốn em không hé răng rất khó cô nói chân thành hàng phi cười xoa xoa đầu cô ngoan lắm trở về đêm nay tôi sẽ tận lực liên hệ với vài phóng viên nữa không được viết linh tinh cô an tâm ngủ đi ngày mai nếu lại muộn tôi có thể thực sự cho cô sợ tôi đấy Nghe lời này, tề phạm cười hì hì le lưỡi. Bạn hàng phi, xét thấy hành động xoa đầu của anh vừa rồi dịu dàng vậy, căn cứ kinh nghiệm 19 năm sống trên đời của em, anh chính là con hổ giấy, không thể gây sợ hãi được đâu. Cho nên em quyết định, về sau, mặc kệ anh có nghiêm túc thế nào, em cũng sẽ không sợ anh. Em đúng là con nha đầu lừa đảo, đã ghê gớm rồi còn bệnh. Phi Phi, anh không cần nghiêm túc vậy. Anh yên tâm, từ hôm nay trở đi, em nhất định sẽ cố gắng, chờ em trở thành đại minh tinh đi. Hai ta cùng nhau hãnh diện. Đến lúc đó, xem họ đồ còn rầm rĩ kiêu ngạo nữa không. Phi Phi, hàng phi lạnh người, mặt nhăn mày nhíu. Từ, anh cũng có thể gọi em phàm phàm A. Bạn của em đều gọi em như vậy. Hàng phi chịu không nổi, lái xe. Ngày hôm sau, quả nhiên truyền ra tin tức tề phàm cùng đồ gia yêu không thích nhau, hơn nữa phải tất cả đều việc nhưng thật sự giống nhau. Tề Phạm, em cố ý, hay là em không có đầu óc? Trong điện thoại Lạc Kỳ giận dữ, Tề Phạm không biết anh là vì sốt ruột cho gia thượng hay là cho đồ gia yêu. Lạc Kỳ, em không có nhàm chán vậy đâu, nếu cô ta không khó dễ với người của em, ngay cả liếc cô ta một cái em cũng chả lãng phí thời gian. Người của em? Anh cũng không biết, gia thượng có người của em đấy, Lạc Kỳ sửng sốt, ai là người của Tề Phạm? Nói cho đồ gia yêu Có chuyện gì thì nói với em Nếu cô ta bắt nạt Phi Phi Em sẽ xé rách mặt cô ta Cho cô ta thân bại danh liệt Treo điện thoại Tề Phạm tức tới ngực sắp nổ tung Mím môi kìm nước mắt Hàng Phi đẩy cửa tiến vào Cô còn chưa kịp lau nước mắt dáng vẻ vừa khóc vừa cười làm cho Hàng Phi nhìn khó chịu Phạm Phạm Không có việc gì Hòa phúc không lường Trong họa có may Đây không hẳn là chuyện xấu Tối thiểu, em cũng có cơ hội nở mày nở mặt đó sao. Hơn nữa, rating còn cao. Có khi, tin tức chính là như vậy chờ có tin mới, em là người cũ, em có đi cầu người ta người ta cũng không thèm xem. Nghe xong anh giải sầu, Tề Phàm ngược lại khóc càng thương tâm. Làm sao vậy, không tin anh à? Kỳ thật hướng dư luận phát triển không thể khống chế, hơn nữa giờ người đứng về phía em đang chiếm đa số, sau đó, anh sẽ cố gắng nghĩ biện pháp giúp em ra mặt, việc này sẽ qua thôi, tin tưởng anh. Nhưng bức ảnh chụp em xấu như vậy. Tề phàm ngẩng đầu, trên mặt nhòa lệ, hai người nhìn nhau cười, chật tình, ngay lúc này, càng có vẻ trân trọng đáng quý. Bị cô gác điện thoại, Lạc Kỳ lại không thoải mái, anh nghẹn một hơi ở ngực bộc phát không được, buồn sắp tới mức lưng sắp bốc hỏa. Cô ăn nhầm thuốc nổ rồi. Đồ gia yêu gọi điện thoại cho anh, nói tề phàm không tốt một tí nào, nào là người mới không tôn trọng tiền bối là cấp thấp mà sai lầm cô không có khả năng không biết cho nên anh nghĩ đến cô nhất định là cố ý anh lo lắng cho cô lập tức gọi điện thoại cho cô nhưng đây là cái kiểu thái độ gì để hàng phi quản lý cô sợ cô cá tính quá mức tài năng sẽ bị chèn ép không nghĩ tới cô vẫn xảy ra vấn đề người của cô phi phi hai người bọn họ khi nào thì tốt như vậy chuyện này chết tiệt là thế nào chứ đáng chết quyền giáng xuống bàn anh lại không biết mình đang tức giận cái gì. Cô không dựa vào anh, không cuốn quýt lấy anh, không phải tốt lắm sao, thế mà anh chết tiệt rốt cuộc đang tức cái gì. Ghén. Dục vọng chiếm giữ. Hàng Phi nói được, quả nhiên, không đến hai ngày, tin tức liền nhắm ngay một nữ minh tinh muốn trốn kết hôn và người đàn ông không muốn ly hôn, cô cùng đồ gia yêu về điểm này, nói là tin tức đều sợ bị người ta cười. Trong họa có phúc, cô bởi vậy chiếm được một cơ hội thử vai, tuy rằng chỉ có diễn ba tập nhưng cô vẫn rất vui vẻ hàng phi cũng hết sức tranh thủ cơ hội cho cô phi phi em mệt sắp chết rồi dựa vào lưng ghế dựa chân đặt trên đùi hàng phi anh nhận mệnh nhẹ nhàng giúp cô mát xa trong lòng âm thầm oán thầm nhà đầu kia càng ngày càng có voi đòi tiên đi mỗi thế còn chưa ra đâu vào đâu cũng dám nói mệt vai đó thật sự mệt chết phi phi mai diễn là xong sau khi kết thúc cầu xin anh cho em nghỉ ngơi vài ngày đi, được không? Thân thể trước yếu vậy, mắt to khẩn cầu nhìn anh, cô đã hai tháng không về Lạc Gia, muốn trở về nhìn Thiên Ân cùng Lạc Kỳ. Nhưng anh đã xếp công việc tiếp theo cho em rồi. Lời kia vừa thốt ra, Tề Phạm lập tức nhíu mày méo máu, lại rụt trở về. Bất quá, nếu nghỉ ngơi một ngày thật ra có thể thương lượng. dáng vẻ của cô làm cho anh không đành lòng. Thật sự, một ngày cũng được, Phi Phi anh tốt nhất, mừng rỡ nhảy đứng lên, hàng phi chịu không nổi xoay người, cô vui vẻ cũng quá khoa trương. Khó được nghỉ ngơi một ngày, tề phạm vui vẻ không kìm được. Mẹ, con đã về, thiên ân gần đây có ngoan không? Bà Lạc đang ngồi trong phòng trẻ con bế cháu nội, bà buông mọi thứ xuống, hồn cái trái thiên ân. Phạm phạm, gần đây bề bộn nhiều việc lắm sao? Có phải rất vất vả không? Nhìn xem, con gầy quá. Bà Lạc đem đứa nhỏ giao cho cô, yêu thương giúp cô đem cất đồ không chỉ là bỏ chút thịt mỡ thành thịt trắng chắc thôi ông thiên ân một trận cuồng hôn đứa nhỏ này cũng không biết chăm sóc lấy mình một người ở bên ngoài mẹ sao có thể yên tâm a à, không được mẹ muốn nói với lạc kỳ cho con về ở lại đây mẹ không cần con bây giờ không phải rất tốt đấy ư ừ, con biết mẹ thương con nhưng mẹ như vậy lạc kỳ sẽ không vui lại nói chuyển ra ngoài là đề xuất của con mẹ đừng nói với anh ấy nữa. Còn còn nói giúp cho nó. Thì anh là chồng con mà, đương nhiên con phải bảo vệ anh ấy rồi. Nhà đầu ngốc. Mẹ, con không phải ngốc, chỉ là con yêu Lạc Kỳ, cho nên mặc kệ đúng hay sai, con sẽ đứng về phía anh ấy. Lạc Kỳ mới vừa đi tới cửa, nghe được lời Tề Phạm nói, anh sửng sốt gần một phút, mới đẩy cửa đi vào. Mẹ, con đã về. Cái thằng xú tiểu tử, không phát hiện Phạm Phạm đang ở đây à, Phạm Phạm, hai đứa tâm sự, mẹ đi kêu phòng bếp chuẩn bị ăn cơm. Trừng mắt nhìn Lạc Kỳ, bà Lạc đóng cửa, Lạc Kỳ lúc này mới nghiêng mặt nhìn thoáng qua Tề Phạm đang chầm chầm vào mình, nhưng là chỉ nhìn liếc mắt một cái. Gần đây không phải rất nhiều việc, sao còn rảnh mà về? Bước lên một bước, tay vỗ về mặt Tiểu Thiên Ân, hỏi không chút để ý. Nhớ Thiên Ân, cũng nhớ anh. Tề Phạm vẫn không thu hồi tầm mắt cứ như vậy nhìn anh, ngay cả ánh mắt cũng luyến tiếc chớp. Cô có phải tự đánh giá cao mình không? Cô đi hai tháng, anh cũng không có tìm đến cô. Anh hẳn không phải nên cảm động, rồi ôm em vào trong ngực nói anh cũng nhớ em đâu nhỉ, chúng ta không cần phải tách ra. Em cho là mình còn đang đóng phim đấy à. Trời, cảm xúc bị tổn thương, tề phạm ôm thiên ân đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, lệ nhìn không được, cô cũng không muốn khóc trước mặt anh lạc kỳ về phía sau ngã trên giường quay đầu tham luyến nhìn bóng dáng cô rõ ràng gầy yếu như là muốn đem cô đặt vào trong mắt vậy người phụ nữ không tâm này dám chuyển ra ngoài lại còn làm như không có việc gì thế nhưng thế nhưng còn dám làm anh đau lòng vậy thiên ân ở trong lông cô một bàn tay đút vào miệng một tay khác chỉ lung tung anh không biết tại sao nhưng cảm thấy bóng dáng cô bi thương vậy cơm chiều xong thiên ân luôn luôn lộn xộn trong lòng tề phạm chốc lát muốn đứng chốc lát muốn ngồi chốc lát lại khóc cô không muốn nó ra bị nó ép buộc một thân mệt mỏi cơm cũng cố ăn lạc kỳ thấy cô bận đứa nhỏ cũng chưa động đũa một tay ông thiên ân lại ăn cơm tề phàm sửng sốt thức tỉnh liền cúi đầu ăn này ăn nọ cười đến mỹ miêu rất kỳ quái thiên ân trong lòng anh quả nhiên im lặng rất nhiều ăn ngón cái nhìn mọi người cười sau khi ăn xong Bà Lạc thu dọn cùng Tề Phạm Tề Phạm cẩn thận ngắm Lạc Kỳ một cái Con nhìn nó làm gì Nơi này là nhà con Con ở với ai có thể có ý kiến gì Bà Lạc nhìn Lạc Kỳ không ra tiếng Có chút mất hứng Tí nữa anh đưa em về Mẹ, tối con ở bên đó Không phải để cửa cho con Tề Phạm mặt đỏ không dám ngẩng đầu Bà Lạc hiểu ý cười Buổi tối, Lạc Kỳ đang tắm Tề Phạm tựa vào đầu giường xem tivi hàng phi lúc này gọi điện thoại tới dặn dò cô ngày mai không được muộn phi phi một ngày không gặp nhớ em không em có chuyện gì vui sao ngay cả thở cũng rất khoái hoạt không nói cho anh keo kiệt không nói thì quên đi anh gọi điện là nói cho em đừng để một ngày chơi đến điên rồi sáng ngày mai lại không tới đúng giờ ở hậu trường quay phim nhớ chưa yên tâm đi em sẽ không muộn đâu khổ thân anh người yêu không ở nhà một mình một giường, thật đáng thương. Em ngứa da à. Anh thật keo kiệt, nói giỡn tí cũng không được, quên đi, bi. Ngắt điện thoại mới phát hiện Lạc Kỳ không biết ra lúc nào, lúc này đang đứng ở bên giường chớp mắt cũng không đang nhìn cô chầm chầm. À, anh vào kiểu gì mà không có tiếng vậy? Sẽ dọa người đến chết đấy anh không biết à? Đừng đuối lý thế, không sợ quỷ kêu cửa à, em sợ như vậy, làm chuyện gì có lỗi với anh, hử? thần kinh, đặt điện thoại ở một bên, tề phạm không tính để ý đến anh. Anh nghe nói hàng phi gần đây tính toán vòng vo, đặc biệt còn tận tâm, anh còn không tin lắm. Giờ xem ra, là thật. Em quả nhiên có biện pháp, ngay cả hàng phi khó thu phục vậy cũng cam tâm tình nguyện làm việc cho em. Anh ta luôn không để ý không sợ thiếu nợ ân tình, nhưng giờ anh ta vì em mà tìm quan hệ, bảo bối, nói cho anh biết, em cho anh ta cái gì thế? Hả? anh mặc càng ép càng gần nói chuyện giọng càng ngày càng lạnh, anh không muốn nghĩ tới điều xấu nhưng lúc này trong đầu anh tất cả đều hình ảnh tề phàm cùng hàng phi thân mật anh chịu đựng hai tháng không tìm cô nhìn đến toàn thân đau nhìn bộ dáng cô hai tháng này còn quá mức phấn khích lạc kỳ anh đừng ngây thơ như vậy được không phi phi chỉ là muốn giúp em thôi phi phi hai người thật đúng là thân mật khăng khít a à? đúng vậy anh ta thầm nghĩ giúp em anh không phải ngày đầu tiên quen anh ta, anh ta ghét nhất bị quản lý người mới, nhưng anh ta lại lo lắng cho em vậy, em làm cho anh nghĩ đến loạn rồi, anh có thể nghĩ khác sao? Phi Phi. Cô còn gọi anh ta là Phi Phi. Bọn họ quen biết lâu như vậy, cô chưa từng gọi tên anh thân thiết lấy một lần. Cô bị nhốt trong hai tay anh, anh thở ra khí thổi đến trên mặt, phập phồng trong ngực kể rõ anh tức giận bao nhiêu. Tề Phạm, anh cảnh cáo em. Thân phận hiện giờ của em vẫn là vợ hợp pháp của Lạc Kỳ Em tự kiểm điểm lại chút đi Tệ phàm lệ chứa đầy ở trong hốc mắt Cô lại cố nén không cho nó chảy ra Cười nhìn Lạc Kỳ Lạc Kỳ, em mặc kệ anh tin hay không tin Tệ phàm em chỉ thuộc về Lạc Kỳ Ánh mắt không ngại đón nhận anh Cô thản nhiên không có gì hay sợ cả Hai người nhìn nhau hồi lâu Lạc Kỳ thực phiền Không biết trong lòng bị đè nén từ đâu mà đến Anh biết hàng phi Biết anh ta không thích con gái, nhưng anh lại vì Tề Phạm đối xử với anh ta mà tức giận sắp điên mất rồi. Anh hôn lên Tề Phạm môi cho hả giận, dùng sức cắn cắn, như là muốn đem cô nuốt vào bụng, miệng mặn ngọt, không biết là máu môi cô hay là nước mắt cô nữa. Tay cô đặt trên lưng anh, hôn trả anh, trong lòng có ủy khuất, có tức giận, âm ỉ đau. Anh thô bạo kéo áo ngủ cô, không chút ôn nhu tiến vào cô, cô đau kêu lên lại giống như con rắn vặn vẹo thân thể mềm mại nhiệt tình đáp lại anh anh muốn cô hay là anh rất muốn thuộc về cô anh là lạc kỳ của cô bất kể anh làm gì anh đều là lạc kỳ của cô một đêm hai người thân thể thủy chung dây dưa một khắc cũng không chia lìa lời nói của anh anh lại bừa bãi tàn sát thân thể cô sợ đến đâu tình triều lại dâng đến đó ánh mắt của cô làm anh mê ly mất tiêu cự môi cô bị anh hôn mà sưng đỏ ngực cô vì anh ra vào mà kịch liệt phập phồng, nơi cô mềm mại bao vây lấy anh cứng rắn, nhanh như vậy nhanh như vậy. Anh vì cô điên cuồng. Tề phàm sắp bị anh kịch liệt đòi lấy mà phát ngất, mỗi một lần ý thức lấy lại, đều nhìn thấy anh còn đang ở trên người cô dùng sức va chạm, mặt anh chật xa chợt gần, biểu tình trên mặt anh, cô đọc không hiểu. Yếu đuối vô lực trên rỉ, một tiếng thanh tất cả đều là tên của anh. Lạc kỳ, lạc kỳ. Em yêu anh, chỉ yêu anh. Hàng Phi nhìn tề phàm đầu đầy mây còn đeo một kính mắt bự màu xanh biển đi tới thì có loại dự cảm không hay. Cô vừa bỏ kính mắt xuống, trên mặt Hàng Phi lộ vẻ tôi biết ngay mà. Anh có thể đoán được, nếu giờ mà Hàng Phi anh chết, chắc chắn là do tề phàm làm tức chết. Mắt cô vẫn vậy là sao? Sưng to như quả đào, đến mặt cũng sưng. Em có thể giải thích một chút không? Tối hôm qua lúc gọi điện thoại hình như rất vui, sáng nay em lại như người sắp chết thế này. Phi Phi, cầu xin anh đừng có hỏi, em thật sự mệt lắm. Từ từ nhắm hai mắt, không muốn nói chuyện nhiều. Thấy cô như vậy, Hàng Phi không bức cô nữa. Hôm nay anh tới rất sớm, nhìn thấy Lạc Kỳ vừa mới rời đi. Về phương diện này, anh không cần nghĩ cũng đoán được, nhưng anh không muốn đoán, nếu Tề Phạm không muốn nói, anh cũng không ép cô. Cô là bạn anh, anh tôn trọng sự riêng tư của bạn. Dọc theo đường đi, hai người không nói gì nữa. Xe dừng lại, Tề Phàm liền mở mắt ra, trên mặt tối tăm, khóe miệng cong lên, ánh mắt nheo lại. "Phi Phi, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không hỏi." "Phàm Phàm, nếu em không muốn nói, nhất định có nguyên nhân của em, anh không thích xem xét chuyện riêng của người khác. Nhưng mà, anh nghĩ em nên biết, chúng ta là bạn, nếu có chuyện gì, lúc nào em muốn nói cũng không cần khách khí với anh." "Biết anh là tốt nhất mà." Đầu tựa vào vai anh, mí mắt cô khép lại có chút mất mát được rồi nhanh xuống xe lại muốn bị đạo diễn mắng muồn a à. anh không biết an ủi người khác chỉ thể phụng phịu dạy dỗ cô để cô không miên man suy nghĩ nữa tề Phạm quyệt miệng xuống xe chỉ biết anh hình như nội tiết có vấn đề âm tình bất định hàng phi nhìn bóng dáng cô xuống xe hơi nhếch môi lưng cô đeo nhiều thứ vậy bả vai gầy yếu kia chịu được ư cô luôn như vậy cái gì cũng giấu trong lòng rõ ràng khổ sở đòi mạng rõ ràng lệ chứa trong ánh mắt mà vẫn nhẫn nhịn còn mạnh mẽ cười vui làm bộ như không có việc gì cô kiên cường làm người ta đau lòng lạc kỳ sáng sớm vào công ty mặt âm trầm họp sớm anh không nói một lời bên trong áp khí làm cho người ta thở không nổi hội nghị nhất chấm dứt mọi người ai cũng thở dài một hơi dường như muốn trốn về chỗ của mình lạc kỳ một người ngồi trong phòng hội nghị to vậy thật lâu không rời đi anh không biết mình sao vậy, anh điên rồi sao? Cứng trắng như vậy, nhìn tề phàm trên người thanh xanh tím dấu hôn, vết cắn, có chút còn phím màu hồng tơ máu, anh mới đột nhiên bừng tỉnh, tối hôm qua anh thô bạo với cô thế nào? Anh thậm chí còn làm cô bị thương. Trên đùi anh đã khô cạn vết máu loang lỗ, là của cô. Anh làm sao có thể ra ngoài với cô, anh không nhớ rõ, ý nghĩ của anh đầy ấp tiếng tề phàm nức nở, mỗi lần đều cầu anh, lạc kỳ, nhẹ chút, chậm một chút, mỗi lần cô gọi anh tên, cô nói thương anh. Cô là tề phàm, luôn làm cho anh trở tay không kịp, làm cho anh hỗn loạn không chịu nổi. Cô gài bẫy anh, quấy rầy cuộc sống của anh. Cô đã có gan làm chuyện này, nên có gan chuẩn bị chịu đựng tất cả của anh mới phải. Nếu cái này là tất cả, đều là cô tự mình cầu, sao anh lại ấy nấy cùng tự trách, thế là sao? Điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn tên người gọi, hít một hơi, sửa sang lại cảm xúc, Sao lại rảnh thế gọi cho tôi? Lạc Kỳ Thanh âm ôn hòa, đối phương cũng nghe ra anh không vui. Sao thế? Tâm tình không tốt. Sáng tinh mơ, không phải bị con gái giận đó chứ. Đinh Cừ tuy vui đùa, nhưng trong lời nói cũng mang theo cảm xúc. Đúng vậy, mới sáng tinh mơ, anh có chuyện gì? Lạc Kỳ, tôi sắp kết hôn. Lạc Kỳ ngẩn ra, anh ta nói anh ta sắp kết hôn, nói cách khác, tương hân, sắp kết hôn điện thoại trong tay không tự giác bị nắm chặt, tâm từng đợt co rúng lại. Chúc mừng, cũng chúc mừng hơn giúp tôi. Lạc kỳ, tôi nói, tôi sắp kết hôn, cũng không nói tương hơn cũng sắp kết hôn. Đinh cử khẽ cười một tiếng, lời nói ra lại như viên gạch ném vào hồ nước, kích động ngàn tầng sóng cuộn. Đinh cử, anh có ý gì? Anh đang nói giỡn với tôi à? Tôi nhớ rõ sau khi về nước tự mình đi tham dự lễ đính hôn của hai người mà. Tôi không hay nói giỡn, hôn ước của chúng tôi hủy bỏ rồi người tôi muốn kết hôn con gái của ông tổng tô tình đinh cừ anh có biết anh đang nói gì không hân cô ấy đã biết chưa giọng anh đột nhiên lạnh lẽo trong lòng nhớ đến tương hân sao cô có thể chịu đựng được tin tàn nhẫn đến thế tôi cũng vừa mới nói với cô ấy cô ấy nói thế nào không nói gì cả Lạc kỳ không muốn nói lời vô nghĩa với anh ta trực tiếp gọi cho tương hân cũng đã tắt máy, gọi tới công ty cô, lại được báo hôm nay cô xin nghỉ phép. Cô cùng ở một chỗ với Đinh Cừ, ngoài trừ chỗ đó ra, anh không tìm cô ở đâu. Anh lập tức bối rối, cô sẽ đi đâu đây? Có thể xảy ra chuyện gì rồi không? Lại gọi cho Đinh Cừ, biết anh ta ở công ty, anh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, vẫn nên hỏi sự tình trước. Lúc này, Đinh Cừ đang ngồi tông văn phòng chờ anh. Hiển nhiên, anh ta đã thông báo với thư ký, là Kỳ vừa đến, Thư ký liền mời anh vào. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thư ký mới ra đi, anh liền khẩn cấp muốn Đinh Cừ đem nói rõ ràng. Còn có thể là chuyện gì xảy ra, tôi với cô ấy chia tay, từ nay về sau năm hôn nữ gả các không thể ở chung. Mà quan trọng tôi đã tìm thấy người tôi thật lòng muốn kết hôn, chỉ đơn giản vậy. Đinh Cừ ngồi trên ghế, hai tay mở ra, nói lạnh nhạt. Đinh Cừ, tháng trước cô ấy còn nói cho tôi thành phố hai người dự định cho tuần trăng mật giờ anh lại nói hai người chia tay anh nói làm sao tôi chấp nhận được trong giọng nói lạc kỳ lộ ra sát khí như là cảnh cáo đinh cừ nếu anh ta để tương hân tổn thương nếu anh ta dám để cho tương hân chịu một chút ủy khuất anh sẽ lấy mạng của anh ta lạc kỳ tôi chia tay với cô ấy vì sao phải để ý anh chấp nhận anh không biết là lời anh nói rất buồn cười sao đinh cừ đứng lên tới gần lạc kỳ trong ánh mắt phẫn nộ không thua gì lạc kỳ đinh cừ tôi quan tâm cô ấy buồn cười cái gì đinh cừ vòng qua bàn đi đến trước mặt anh lạc kỳ vì sao anh không nói cái anh không thể chấp nhận là vì anh yêu cô ấy anh không muốn thấy cô ấy bị thương tổn lời này của anh có ý gì lạc kỳ tôi nhớ trước đây khi tôi anh đại tả ba người chúng ta cùng một chỗ cùng nhau đi kéo tóc con gái cùng nhau trèo tường trốn học cùng nhau đánh đi đánh lộn khi đó cái gì cũng không nghĩ vô ưu vô lự mỗi ngày đều vui vẻ lạc kỳ nhăn mày không rõ dụng ý lời này đành phải kiên nhẫn nghe nhưng mà chúng ta chậm rãi trưởng thành đối mặt với chuyện tình cũng không hề thuần túy giống như trước nữa chúng ta trở nên lừa gạt học xong giấu giếm ngụy trang cho mình tự như anh yêu tương hơn nhưng vẫn che giấu sâu như vậy lạc kỳ ngồi vào ghế châm thuốc Anh cho là người khác nhìn không ra Không cảm giác sao Lạc kỳ Chúng ta là huynh đệ Làm sao tôi có thể không rõ Năm ấy Ở Vân Nam Khi tôi vụng trộm trở lại mua cái vòng đeo cổ đó Bà chủ nói cho tôi biết Đã bị người đi cùng tôi mua rồi Anh dám nói không phải anh không Lạc kỳ tay hút thuốc Lại hít vào Thủy chung không nói gì Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi Bà Tương Hân không phải loại tiểu tam nhưng ta ghét hơn cả tiểu tam cái loại xấu co ra xấu, tốt co ra tốt, chả được vai diễn gì cho ra hồn cả. Bực cả mình. Có một loại yêu tên là buông tay. Đinh Cừ cầm điếu thuốc trên bàn, rút ra một cây đặt ở miệng. Không có bật lửa, là kỳ dùng điếu đang cháy dở châm, điếu thuốc lại trong tay, hít sâu một ngụm, mới tiếp tục nói tiếp. Là kỳ, gia đình nhà anh, có một ông bố có tiền, tôi không hâm mộ anh về điều đó, tôi tin là tôi có năng lực, sẽ có nhiều hơn. Cho nên tôi đã cố gắng Để thành công một ngày Cũng vì tương hơn Anh nói tới đây Dừng lại chớp mắt Nhìn thoáng qua lạc kỳ Mới nhẹ suy một tiếng Rồi tiếp tục Nhưng giờ tôi mới hiểu được Tôi vẫn rất ngây thơ Thế giới này Căn bản không có cơ hội cho dân thường như tôi Ở công ty Mọi thứ làm xuất sắc Mọi thứ làm tốt nhất Vẫn không được đề bạc Tôi hao hết tâm tư tìm phương án Đều phải nhờ vả tên người khác mới có thể trình lên tôi vĩnh viễn là người đứng sau vĩnh viễn chỉ làm tay sai cho người khác vì sao bởi vì tôi không có gia cảnh tốt không có một ngọn núi để dựa dẫm tôi không cam lông tôi có năng lực tôi muốn là người đứng trên mọi người hiện tại tôi đã có cơ hội thiên kim lão tổng coi trọng tôi cô ta bị người khác làm lớn bụng cái tên ngốc kia thế mà lại chạy cô ta thầm muốn đứa nhỏ đó vì thế lựa chọn tôi cô ta ký hợp đồng với tôi chỉ cần 2 năm, 2 năm sau cô ta sẽ chủ động ly hôn, cô ta bảo tôi sẽ được làm tổng giám đốc. Ly hôn xong, cô ta còn để lại cho tôi 2 tỷ. Dùng 2 năm đổi một cơ hội thành công, tôi không có đạo lý gì mà không đáp ứng. Đinh Cừ, chỉ vì một vị trí tổng giám đốc và 2 tỷ, anh đã thương tổn tương hân. Là kỳ hèn mọn nhìn anh ta, đây là Đinh Cừ mà anh biết sao? Đinh Cừ kiêu ngạo đầu chưa từng thấp lấy một chút, sao giờ lại biến thành cái dạng này? Là kỳ, anh có biết không, anh là bạn tốt nhất của tôi, người anh em tốt nhất, tôi từng coi đây là vinh hạnh. Nhưng, hiện tại, tôi hận, tôi hận tôi có người bạn như vậy, người anh em như vậy. Chỉ bởi vì anh có một ông bố có tiền, anh có thể ngồi mát ăn bát vàng, cho dù anh nằm một chỗ không làm gì, tiền cũng ăn đến mấy đời, anh sẽ không biết tới cảm thụ của tôi đâu. Tôi ghen tị với anh, ghen tị với anh điên cuồng. Tương Hân chỉ cần nhìn anh nhiều hơn một chút, ít hầu tôi nơi này sẽ khó chịu tôi sợ sợ cô ấy bối rối sợ cô ấy hối hận lựa chọn lúc trước tôi yêu cô ấy không ai có thể yêu cô ấy hơn tôi hôn nhân này tất cả đều là vì cô ấy vì cô ấy đinh cừ con mẹ nó vì cô ấy mà cùng người khác kết hôn anh đang nói tiếng người đấy à tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc nhưng con mẹ nó không có tiền không thể hạnh phúc vậy anh có nghĩ tới cô ấy nghĩ gì không anh làm gì cho để cô ấy chấp nhận chuyện này đây nếu cô ấy yêu tôi thì chỉ cần tạm thời chịu ủy khuất một chút có làm sao lạc kỳ vo vụng điếu thuốc đứng lên một đấm vào mặt trái đinh cừ đinh cừ rút lui mấy bước mới đứng vững hai ông này điên rồi bạn tốt cái về anh là thằng đàn ông ư cô ấy yêu anh mà phải chịu anh khó dễ như thế cô ấy yêu anh thì phải chịu ủy khuất cho anh ư cô ấy yêu anh thì có gì sai Cô ấy làm sai cái gì? Lạc Kỳ ánh mắt sung huyết đỏ hằng, anh nói lời này, trước mắt vẫn không ngừng thoáng hiện hình ảnh khuôn mặt tề phạm mang theo tươi cười, đẹp động lòng người, mà làm người ta đau lòng, lời này là muốn mắng tỉnh đinh cừ, hình như cũng là nói cho tự mình nghe. Xông lên phía trước, đấm không ngừng lên người, trên mặt đinh cừ, hôm nay, trong lòng trong đầu có rất nhiều chuyện ép làm anh thở không nổi. Đinh cừ đứng chỗ đó mặt anh đánh, không đánh lại, mãi cho đến khi anh ta bất động, song song té trên mặt đất. Đinh Cừ vẫn cười, cười lớn tiếng, cười đến nước mắt ngừng không được, từ khóe mắt rơi xuống. Lạc Kỳ kịch liệt thở gấp, anh dùng sức đánh và ở mu bàn tay cũng phá ra. Lâu sau, Đinh Cừ mở miệng. "Lạc Kỳ, giúp tôi chăm sóc Tương Hân, nếu là anh, tôi yên tâm." Lạc Kỳ đứng lên, trên cao nhìn xuống Đinh Cừ đang tím tím xanh xanh. "Đinh Cừ, có một người còn yêu Tương Hân hơn anh." tôi yêu cô ấy, cho nên hy vọng cô ấy hạnh phúc. Đinh Cường nhắm mắt lại, chua sóc ngoéo một cái khóe miệng. Lạc Kỳ lái xe, tìm khu xung quanh nhà Đinh Cừ, anh không biết Tương Hân sẽ đi đâu, anh không biết cô có người bạn nào, anh đối với cô biết ít đến đáng thương. Trong giây lát nghĩ đến một chỗ, đảo ngược đầu xe, tăng hết tốc độ đi. Đi tới quán ba tận cùng phố, đi nhìn chung quanh một chút, mới đi tới quầy ba. Vừa ngồi xuống, một chén rượu đã xuất hiện trước mặt anh Tìm người Đại tả cũng rót một ly cho mình Cùng ly với anh Cùng anh uống hết Mỗi lần Lạc Kỳ đến Anh ta đều uống cùng anh uống một chén Nhưng chỉ uống một ly Cô ấy có tới đây không? Không cần hỏi Anh ta cũng biết cô ấy trong miệng Lạc Kỳ này là chỉ ai Anh ta là người lớn tuổi nhất trong ba người Lạc Kỳ tin anh ta Chuyện gì cũng không giấu giếm anh Ha, góc khuất nhất bên kia Tôi cũng vừa phát hiện ra cô ấy đang muốn gọi cho anh. Nếu không phải cô ấy liên tục gọi rượu, tôi cũng không biết cô ấy đến đây. Buông ly xuống, Lạc Kỳ đi đến chỗ cô, từng bước tim đập cũng nhanh hơn một nhịp. Hơn. Anh đứng đối diện cô, không dám tới gần. Mặt đầy nước mắt của cô, ánh mắt mũi đều hồng hồng, cô tự như búp bê thủy tinh ngồi chỗ đó, như thể chạm vào sẽ phá nát. Hơn, là tôi, Lạc Kỳ. Cô vẫn không nhìn anh, như thể nghe không nghe được lời anh nói Máy móc đổ rượu vào miệng Lạc Kỳ cảm thấy cô không phải đang uống rượu Là đang đánh vào lòng anh Anh xông lên đoạt chai rượu và ly rượu trong tay cô Khuôn mặt trở nên phức tạp Tiếng vỡ vụn chói tai Đáng sợ tới mức làm cô chấn động Cô rốt cục ngẩng đầu nhìn Lạc Kỳ Lệ như hồng thủy Cứ rơi, cứ rơi Lạc Kỳ Nhào vào lòng anh Mặt vùi vào ngực anh Nháy mắt nơi đó một mảnh ẩm ướt Ông sát cô lời nói đều tắt ở trong yết hầu, quá mức chật chội, phát không ra một tiếng thanh. Mười năm, anh yêu cô gái này mười năm. Thế mà trong một thập kỷ, tuổi thanh xuân, anh lại không kịp nói ra một câu thích. Giờ, anh trơ mắt nhìn người anh yêu mười năm trong lòng anh, vì một người đàn ông khác mà rơi nước mắt. Nhắm mắt lại, trí nhớ trở lại mười năm trước, buổi tối khi anh mới gặp tương hân. Đó là buổi tiệc chào mừng người mới ở trường, đêm đó, Cô kéo một đoạn nhạc bằng đàn violon chào mừng. Chiếc váy liền mang đai đeo tất cả đều màu trắng, làm cho người vốn đã như chân châu cô lại càng thêm động lòng người. Tóc dài tùy ý vương trên vai, phấn hồng làm cho sắc mặt cô thêm sinh động. Cô lặng lặng đứng nơi đó, mỗi động tác đều tuyệt đẹp. Trước mắt anh như cho hai cánh bướm đang chơi đùa vần nhau, như màn khiêu vũ. Cô tự như một tinh linh, rơi vào thế giới của anh. Sau một lần hoạt động sinh viên, anh lại gặp cô. Cô luôn im lặng, lại làm cho người ta không thể xem nhẹ tồn tại của cô, ánh mắt lạc kỳ như là dính trên người cô, vứt thế nào cũng không ra. Cảm thấy anh nhìn chăm chú, đầu cô cúi xuống, anh thấy được lỗ tai cô phím hồng, anh dọa đến cô. Vì thế, anh không dám quá mức hành động, hy vọng cô sẽ có thói quen với sự tồn tại của anh. Anh thích cô, không muốn dọa cô. Bọn họ trở thành bạn bè, cô chậm rãi khẳng định mối quan hệ, anh thích cô càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Mà khi anh rốt cục cảm thấy cô chuẩn bị tốt, muốn thổ lộ với cô, cô lại nói cho anh, cô đã có người trong lòng. Kiêu ngạo như anh, không thể nhận bị cự tuyệt trực tiếp như thế, nâng mặt cô lên, môi áp môi cô. Nhưng đó căn bản không tính là hôn, chính là môi cùng răng nanh va chạm. Nhưng đây xác thực là nụ hôn đầu tiên của anh. Cô sợ tới mức khóc, anh thấy lệ phát mặn đành buông cô ra sau đó mỗi lần nhìn thấy anh cô đều coi như người xa lạ đi qua người anh anh rất khó chịu chờ trên đường cô về nhà muốn xin lỗi hy vọng có thể cùng cô lại làm bạn lại không nghĩ rằng anh nhìn thấy đinh cường nắm tay cô đưa cô về nhà một khắc đó anh cảm thấy thế giới trước mặt anh nháy mắt sụp đổ khi đinh cường muốn đem bạn gái giới thiệu cho anh cùng đại tả anh khổ tâm đến kinh người trong mắt cô cũng là kinh ngạc hoảng sợ tổn thương anh cô sợ anh anh dương môi cười không ra cười coi như không có chuyện gì chào hỏi cô mặt cô mới thoáng có huyết sắc anh không nghĩ tới cô lại tự tìm đến mình xin lỗi cô nói không biết anh là bạn đinh cừ cũng không muốn thương tổn đến anh hy vọng anh không tức giận với cô cô biết anh là người bạn đinh cừ rất coi trọng cô rất rất thích đinh cừ cũng hy vọng được bạn đinh cừ tán thành là kỳ giấu cảm giác mất mát trong nội tâm hiếp mắt cười Chị dâu, chị suy nghĩ nhiều quá, Lạc Kỳ tôi không phải thế, phàm là nữ sinh xinh đẹp trong trường em đều thích. Bà chị thân mến, em thích nhất là lắm chuyện. Trước đây có chút mạo phạm, xin bỏ qua cho. Anh một tiếng chị dâu lòng chua xót, nhưng Tương Hân lại nghe thấy vui sướng. Đừng khách khí, gọi tôi Tương Hân là được rồi. Mặt cô đỏ hồng khi nhìn thấy Lạc Kỳ quan tâm. Vậy tôi gọi là Hân được không? Lại giống kiểu si đó nhưng lần này tương hân biết tính anh nghĩ đây là kỹ xảo anh đối phó với các cô gái khác cũng không khách khí chấp nhận anh lạc kỳ không biết ông trời có phải đùa dẫn anh không người anh em với mình lại cùng thích một cô gái tình tiết có trong tiểu thuyết lại phát sinh với anh nhưng muốn anh buông làm gì dễ dàng vậy yên lặng không nói gì bọn họ cùng lạc kỳ nói đùa chỉ có đinh cừ là có bạn gái đi ra ngoài anh ta cũng không bao giờ mang theo tương hân một lần cùng đinh cừ cùng nhau ăn cơm anh lơ đã nói đến tương hân trách anh ta đi chơi với bạn nhiều hơn cô có chút không vui anh âm thầm ghi tạc trong lòng hôm sau chỉ cần đi chơi anh liền ôm theo một cô gái có vẻ thân mật anh mang cô gái luôn hỏi đinh cừ vì sao không thấy bạn gái anh ta thời gian lâu cùng nhau đi chơi đinh cừ sẽ gọi tên tương hân làm bạn gái anh lạc kỳ thấy cô vui vẻ mình cũng cao hứng giúp cô cũng thành toàn cho mình có thể như ý nguyện có thể thường xuyên nhìn thấy cô tương hân cũng dần dần buông phòng bị với anh còn thân cận thêm với anh bạn gái anh nói chuyện rất hợp với cô tâm sự với cô thu thập được một chút cảm xúc của cô anh luôn có phương pháp dỗ cô vui vẻ nghe thấy cô oán giận đinh cừ anh sẽ ám chỉ đinh cừ làm gì đó để cô vui vẻ anh cứ như vậy càng lúng càng sâu không thể tự thoát ra được phụ nữ bên người anh như thay quần áo đinh cừ bọn họ thường cười anh phong lưu lại ý xấu nhắc nhở anh cẩn thận bệnh hoa liễu bọn họ không biết không phải anh hám của lạ chỉ là không có người nào lại tình nguyện đứng bên người đàn ông đã yêu người khác sau cấp 3, đinh cừ và cô thuê cùng một nhà trọ gần trường học vì thế trong nửa năm đêm mất ngủ nhiều vô kể anh đều đứng ở dưới lầu cô dựa vào một gốc cây cổ thụ đôi khi xuất thần nhìn lên cửa sổ nhà cô khi đèn tắt lại nhìn không tới Từ cửa sổ chiếu ra một đôi bóng người Không chịu rời đi Đọc đoạn này nhớ lớp của Gragon Khi đó thứ cùng anh Chỉ trời cao, trăng sáng Dưới chân một đống tàn thuốc Anh chỉ có thể thu nước mắt vào trong lòng Đụng tới miệng vết thương chưa liền sẹo Tim của đau đớn dọa người Tình nguyện thông báo với mọi người Tương Hân quyết định cùng với Đinh Cừ tới đại học phía nam Mà anh rốt cuộc tìm không thấy lý do đi theo Có lẽ nên buông tay Năm năm, anh nghĩ đến cảm tình với cô sẽ từ từ phai nhạt, anh nghĩ anh có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng khi gặp lại, anh mới biết anh lầm rồi. Thời gian năm năm cũng không thể xóa mờ tình cảm của anh với cô, nó chỉ lặng lặng, ngủ yên ở trong lòng anh. Động đến nó, nó sẽ đánh lại, còn mãnh liệt hơn trước, khó kiềm chế được. Có thể anh không quên là vì anh tham gia lễ đính hôn của cô. Cô chọn người anh em của anh, đinh cừ. Anh lại giống như trước chu toàn các cô gái xung quanh, phóng túng mình, lừa gạt mình, thôi miên mình, không ngừng nói cho mình, đây mới chính là mình. Hết chương 20, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.